Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 68. Nghe thấy lời của Tháp Gia, sắc mặt Diệp Quân thoáng chốc tối sầm, Tháp Gia, trong lòng ngươi ta là một người như thế à? Tiểu Tháp lạnh lùng nói, đừng phí lời, nói chuyện chính đi. Nó hiểu rõ tính cách của tên khốn kiếp này, bản lĩnh hãm hại người khác chỉ đứng sau cha hắn. Diệp Quân khẽ mỉm cười, Tháp Gia, ta có một suy nghĩ này cần ngươi phối hợp. Tiểu Tháp hơi nghi ngờ, suy nghĩ gì? Diệp Quân nói, ta muốn dung hợp với thời không bên trong ngươi, tạo ra một kiếm kỹ hoàn toàn mới. Tiểu Tháp hỏi, thời không không rõ mà cô ngươi để lại á? Diệp Quân gật đầu. Tiểu Tháp im lặng một lúc rồi nói, có thể thử. Diệp Quân gật đầu, được. Thật ra hắn đã muốn mượn thời không đặc biệt mà cô váy trắng để lại để sáng tạo ra một kiếm kỹ mới từ lâu. Nhưng trước đây vì thực lực quá yếu nên hắn chỉ đành tạm thời gác lại, mà bây giờ hắn cảm thấy có thể thử. Cô gái bí ẩn chợt nói, tốc độ thời gian trong tiểu tháp của ngươi hình như khác với bên ngoài. Diệp Quân thôi suy nghĩ, hắn nhìn về phía cô gái, sau đó gật đầu, đúng vậy. Cô gái bí ẩn nhìn Diệp Quân, ta có thể xem thử không? Diệp Quân mỉm cười nói, được. Dứt lời hắn đưa cô gái bí ẩn vào trong tiểu tháp. Vừa tiến vào cô gái đã híp mắt lại, nét mặt dần trở nên nặng nề, 10 năm trong tháp này bằng một ngày bên ngoài. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Cô gái bí ẩn quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, cái này do trưởng bối trong nhà ngươi tạo ra à? Diệp Quân lại gật đầu lần nữa, phải. Cô gái bí ẩn im lặng một lúc rồi nói, quá ghê gớm. Diệp Quân chỉ khẽ cười chứ không nói gì. Cô gái bí ẩn đưa mắt nhìn xung quanh. Sau đó nhẹ giọng nói, đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Dứt lời, nét mặt cô ấy chợt trở nên phức tạp. Diệp Quân cất tiếng hỏi, tiền bối đã đạt tới 9 phần thần tính rồi sao? Cô gái cười khẽ, vẫn chưa, nếu đạt tới 9 phần thần tính thì cũng không rơi vào nông nỗi này. Diệp Quân hơi nghi ngờ, nông nỗi này. Người bí ẩn cười nói, tuy ta nhốt ngươi lại, nhưng ta cũng bị nhốt ở đây. Diệp Quân trầm giọng nói, thực lực tiền bối như thế, có người nào trên thế gian này nhốt được người lại chứ? Hắn biết một đạo lý là sống chung với người khác phải cố gắng nói chuyện dễ nghe, dù sao cũng sẽ không thiệt. Nghe thấy lời của Diệp Quân, cô gái lại cười to một lần nữa, tiểu tử ngươi biết ăn nói thật đấy. Dứt lời cô ấy nhìn về phía Diệp Quân, sau đó khẽ cười, đừng nói là 8 phần thần tính, dù là 9 phần thần tính cũng không phải là vô địch. Dứt lời, cô ấy đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói về người sáng tạo ra thời không này đi, dù ta có ở thời điểm mạnh nhất chắc chắn cũng không phải đối thủ của ông ta. Diệp Quân cười khổ, xem ra ta còn phải đi một đoạn đường rất dài. Cô gái bí ẩn gật đầu, con đường võ đạo không có điểm cuối, cũng không thể quay đầu. Diệp Quân tò mò, khi nãy tiền bối. Cô gái bí ẩn ngắt lời Diệp Quân, ta tên là Nhược Mệnh, người đời gọi ta là đế chủ hắc tử. Người có thể gọi ta là Nhược Tỷ. Nhược Tỷ. Diệp Quân cũng không nghĩ nhiều, hắn gật đầu, Nhược Tỷ. Nghe thấy thế, cô gái bí ẩn nở nụ cười, cô ấy thích những người nhanh gọn, không thích kiểu lằng nhằng. Mà cô ấy cũng không có ý đồ gì với thiếu niên trước mắt, chỉ cảm thấy tính tình hắn khá được, trò chuyện rất vui. Nhược Mệnh đột nhiên nói, ngươi có quyển sổ thần nhất để lại, chắc chắn mấy thế lực kia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói đến đây, dường như nghĩ tới điều gì, cô ấy lắc đầu cười khẽ, có lẽ là ngươi cũng không sợ, thực lực của cô bé đi theo ngươi rất ghê gớm. Diệp Quân cười nói, cô bé đó tên Nhị Nha, là. Nói đến đây, hắn chợt im lặng, mẹ kiếp, lời này thật sự rất khó nói ra. Gọi là bà nội à? Có vẻ không ổn lắm. Nhược Mệnh cười hỏi, là gì của ngươi? Diệp Quân đáp, trưởng bối. Trưởng bối. Nghe thấy lời của Diệp Quân, Nhược Mệnh cười nói, hình như cô bé gọi ngươi là cháu trai. Diệp Quân ngạc nhiên, sao Nhược Tỷ biết? Nhược Mệnh hờ hững đáp, nơi này là địa bàn của ta mà. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, như nghĩ đến điều gì, hắn chợt nói, Nhược Tỷ, Tỷ và mấy người thần nhất đến từ cùng một thời đại sao? Nhược Mệnh gật đầu, đúng thế, không chỉ đến từ cùng một thời đại mà còn có quen biết nữa. Diệp Quân nhất thời hơi tò mò, quen biết. Nhược Mệnh cười nói, đúng vậy. Diệp Quân hỏi, có thể nói về thần nhất không? Nói thật hắn khá là tò mò với thần nhất này,
mà người của thần điện cũng không hiểu nhiều về thần nhất. Nhược Mệnh như nhớ lại chuyện cũ, trong mắt lóe lên chút dao động, một lúc sau cô ấy nhẹ giọng nói, đều là một vài chuyện xưa cũ, khi đó thần nhất là người yêu nghiệt nhất của nhà họ thần, còn Thanh Mạt là thánh nữ yêu nghiệt nhất khu vực tiên linh, lúc đó ba người chúng ta quen biết nhau ở một di tích cổ xưa, ba người chúng ta đều suýt chết ở nơi đó. Nói đến đây cô ấy lắc đầu cười khẽ, bây giờ nghĩ lại thì thấy đúng là khá thú vị. Diệp Quân hỏi, sau đó thì họ yêu nhau à? Nhược Mệnh gật đầu, thật ra ta có thể nhìn ra sở dĩ Thanh Mạt ở bên thần nhất là vì thần nhất vô cùng yêu nghiệt, nhà họ thần còn là thế gia hàng đầu, nói một cách khác thì tình yêu của cô ta với thần nhất cũng không quá thuần túy, trong lòng cô ta đại đạo quan trọng hơn. Mà ngược lại, thần nhất là một lòng một dạ với cô ta, đại đạo trong lòng hắn hoàn toàn không quan trọng bằng Thanh Mạt. Diệp Quân nhẹ giọng nói, nếu như thế thì mối tình này đã định sẵn sẽ trở thành bi kịch. Nhược Mệnh cười nói, đúng thế, trong một mối tình, ai nghiêm túc hơn là người tổn thương nhiều hơn. Diệp Quân im lặng. Dù chỉ tiếp xúc với thần nhất một lúc, nhưng qua người ngoài và hiểu biết của hắn, hắn thấy thần nhất là một người rất tốt, kể cả những vị thần đã phản bội thần nhất một khi nhắc đến thần nhất vẫn cực kỳ kính trọng, không có chút bất kính. Nhược Mệnh cất lời, có cảm thấy không đáng thay hắn không? Diệp Quân lắc đầu, sao có thể? Nhược Mệnh nhất thời thấy tò mò, tại sao? Diệp Quân nghiêm túc nói, chuyện tình cảm từ khi mới bắt đầu đã chẳng có gì là đáng hay không đáng, chỉ có nên và không nên. Nếu thật sự thích một người rồi bỏ ra tất cả, sao còn quan tâm đáng hay là không nữa? Ít nhất hắn thấy chắc chắn thần nhất sẽ không cảm thấy không đáng. Nghe thấy lời của Diệp Quân, Nhược Mệnh chợt bật cười. Diệp Quân hơi tò mò, Nhược tỷ cười gì vậy? Nhược Mệnh cười nói, về phương diện tình cảm, người và thần nhất khá giống nhau, chuyện tình cảm thường rất kỳ diệu, đàn ông tốt gặp phải phụ nữ xấu, phụ nữ xấu gặp phải đàn ông tốt. Diệp Quân chớp mắt, Nhược tỷ với thần nhất. Nhược Mệnh gõ đầu Diệp Quân một cái, vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được, dù ta có quen biết với hai người họ, nhưng cũng không thân thiết gì, còn không được xem là quan hệ xã giao. Diệp Quân cười nói, thì ra là thế, đúng rồi, Nhược tỷ vẫn chưa nói vì sao mình lại bị nhốt ở đây mà. Nhược Mệnh lắc đầu, không nói gì. Diệp Quân chần chừ một lúc rồi hỏi, ta vốn không nên hỏi nhiều, nhưng nếu là phong ấn gì đó thì có lẽ ta có thể giúp được. Hắn cũng không hề nói quá, đến lúc này vẫn chưa có phong ấn nào Kiếm Thanh Huyên và Tiểu Bạch không thể phá. Một bên dùng sức mạnh phá vỡ. Một bên kêu gọi đầu hàng. Tồn tại vô địch. Nhược Mệnh lắc đầu cười khẽ, chuyện của ta khá phức tạp, ngươi đừng nhúng tay vào. Diệp Quân muốn nói lại thôi. Nhược Mệnh lại nói, vẫn nên giải quyết chuyện của bản thân ngươi trước đi, nếu ta đoán không lầm thì bây giờ mấy thế lực bên ngoài đều đang nhằm vào ngươi đúng không? Diệp Quân gật đầu, khu vực cổ hoang đã phái người đi giết ta. Nhược Mệnh nhíu mày, khu vực cổ hoang. Diệp Quân đáp, đúng thế, Nhược tỷ biết thế lực này sao? Nhược Mệnh lắc đầu, từng có qua lại, nhưng cũng là chuyện từ rất lâu rồi, hơn nữa hiện tại ta còn ở trong trạng thái này, không thể rời khỏi đây, có lẽ bọn họ sẽ không nể mặt ta. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ở lại đây thì dù yêu thần có đến cũng không thể đả thương ngươi đâu. Diệp Quân cười nói, Nhược tỷ hiểu lầm ý ta rồi. Nhược Mệnh nhìn về phía Diệp Quân nghiêm túc nói, nếu Nhược tỷ có quen biết với bọn họ thì ta có thể nể mặt Nhược tỷ không quá tuyệt tình. Nếu Nhược tỷ không thân với họ thì ta cũng không cần lo lắng gì. Nhược Mệnh im lặng nhìn Diệp Quân. Khoác lác. Đương nhiên là không phải. Lúc này cô ấy chợt nhớ ra tiểu tử trước mắt hoàn toàn không cần cô ấy bảo vệ. Đúng là cô ấy suy nghĩ nhiều quá rồi. Nhược Mệnh lắc đầu cười khẽ. Diệp Quân nghiêm túc nói, Nhược tỷ, cũng không phải ta mạnh miệng, nếu tỷ bị kẹt ở đây vì phong ấn thì ta thật sự có thể giúp đỡ. Nhược Mệnh nhìn Diệp Quân, tại sao lại muốn giúp ta? Diệp Quân cười đáp, vì vừa gặp đã như quen biết từ lâu. Nhược Mệnh cười to, cười một lúc, cô ấy lắc đầu, ta biết ngươi không nói dối, nhưng ta vẫn chưa cần ngươi giúp. Diệp Quân khó hiểu, vì sao? Nhược Mệnh khẽ mỉm cười, không nói gì. Diệp Quân chần chừ một lúc rồi nói, Nhược tỷ sợ ta nghĩ nhiều rằng tỷ vì muốn lợi dụng ta nên mới xưng hô tỷ đệ với ta à? Trong mắt Nhược Mệnh lộ vẻ kinh ngạc, hơi bất ngờ.
Diệp Quân đang định nói tiếp thì Nhược Mệnh nghiêm túc nói, đừng nói nữa. Diệp Quân hơi bất đắc dĩ, thật ra ta muốn cứu Nhược tỷ ra ngoài cũng là vì chút ý đồ riêng, Nhược tỷ mạnh như thế, nếu đi ra ngoài không phải ta sẽ có thêm một chỗ dựa ư. Nhược Mệnh cười nói, tiểu tử nhà ngươi. Diệp Quân nhìn Nhược Mệnh, đợi cô ấy trả lời. Nhưng Nhược Mệnh lại lắc đầu lần nữa. Lần này Diệp Quân cũng không cố chấp, hắn gật đầu, được. Dứt lời, hắn lấy quyển sổ của thần nhất ra, sau đó nói, Nhược tỷ, tỷ chắc chắn là không xem à. Nhược Mệnh im lặng một lúc rồi lắc đầu, không cần thiết. Cô ấy cũng có sự kiêu ngạo của mình. Diệp Quân gật đầu cất quyển sổ đi, sau đó nói, vậy chúng ta gặp lại nhau sau. Mà lúc này, Nhược Mệnh đột nhiên nhíu mày, cô ấy quay đầu nhìn lại, tầm mắt cô ấy dừng lại ở một bờ biển đó có một cô gái váy trắng đang ngồi. Chính là cô gái váy trắng trong quan tài kia. Nhược Mệnh hơi kinh ngạc, sao cô ta lại ở đây? Cái quái gì vậy? Thấy nét mặt của Nhược Mệnh, Diệp Quân nhất thời hơi tò mò, Nhược tỷ quen cô ấy sao? Nhược Mệnh gật đầu. Diệp Quân vội hỏi, cô ấy là ai? Hắn vẫn luôn tò mò về thân phận của cô gái trong quan tài kia. Nhược Mệnh quay đầu nhìn Diệp Quân, hơi ngạc nhiên, người không biết cô ta sao? Diệp Quân lắc đầu, lúc ta gặp cô ấy đã mất trí nhớ rồi. Mất trí nhớ? Nhược Mệnh cau mày. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Dứt lời, hắn dẫn Nhược Mệnh tới trước mặt cô gái váy trắng. Thấy hai người Diệp Quân, cô gái tỏ vẻ nghi ngờ. Nhược Mệnh nhìn cô ta, không nhận ra ta sao? Cô gái váy trắng nhíu mày, cô ta nhìn chằm chằm Nhược Mệnh một lúc lâu, sau đó lắc đầu. Nhược Mệnh đi tới trước mặt cô gái, cô ấy đột nhiên đặt tay phải lên bả vai cô gái, một lúc lâu sau đó, cô ấy nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, nhưng không hề nói gì. Diệp Quân vội hỏi, Nhược tỷ, cô ấy là người nhà họ Thần sao? Nhược Mệnh lắc đầu, cô ta không phải người nhà họ Thần, mà là người của khu vực tiên linh giống Thanh Mạt. Khu vực tiên linh? Diệp Quân nhất thời tỏ vẻ nghi ngờ, vậy cô ấy và thần nhất? Nhược Mệnh trầm giọng nói, năm đó ta từng gặp cô ta một lần, cô ta khi đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Diệp Quân hơi tò mò, lúc đó cô ta thế nào? Trong mắt cô gái váy trắng cũng lộ vẻ tò mò. Nhược Mệnh cười nói, kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo. Kiêu ngạo? Diệp Quân chớp mắt, vô cùng vô cùng. Nhược Mệnh gật đầu, cô ta và Thanh Mạt là người cùng tộc, coi như họ hàng, Thanh Mạt là kiêu ngạo từ trong nội tâm, còn cô ta là vẻ ngoài kiêu ngạo, năm đó đi ra bên ngoài, chỉ có mỗi thần nhất được hai tỷ muội họ khen ngợi, dù là nhà họ thần, bọn họ cũng tỏ vẻ coi thường. Diệp Quân im lặng. Hắn biết những con cháu đến từ thế lực và gia tộc cấp cao đều khá kiêu ngạo, đương nhiên cũng có những người khiêm tốn, nhưng kiểu người này thật sự rất hiếm hoi. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân chợt nói, tháp ra, ta có thể xem như khiêm tốn không? Tiểu tháp im lặng. Diệp Quân có xem như khiêm tốn không? Thật ra thì có thể nói là vậy, là con cháu đời thứ ba của người mạnh nhất thế giới này, nhưng Diệp Quân không hề có thói quen như những tên công tử bột. Không thể không nói, lúc này nó cũng cảm thấy hiệu quả việc nuôi thả của nhà họ Dương vẫn rất tốt. Vì người đi lên từ cấp bậc thấp nhất sẽ không quá hống hách. Diệp Quân từng chịu khổ, cũng từng làm hạ nhân cho người khác, vì thế hắn sẽ không có suy nghĩ thượng đẳng hơn người khác. Còn nếu từ nhỏ hắn đã đi theo Diệp Huyên và Tần Quan, thì tâm lý của Diệp Quân chắc chắn sẽ khác với bây giờ. Lúc này như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân chợt nói, Nhược tỷ, sao cô ấy lại mất trí nhớ? Nhược Mệnh nhìn cô gái, cô ta tự phong ấn trí nhớ của mình. Diệp Quân quay đầu nhìn cô gái váy trắng, cô ta tỏ vẻ nghi ngờ, vì sao ta phải phong ấn trí nhớ của mình? Nhược Mệnh cười đáp, cái này phải hỏi bản thân cô ấy. Cô gái lắc đầu, ta không biết. Nhược Mệnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, sao cô ta lại đi theo ngươi? Diệp Quân kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần. Nhược Mệnh im lặng một lúc rồi nói, người muốn đưa nàng về khu vực tiên linh à? Diệp Quân gật đầu. Cô gái này không thể đi theo hắn mãi được. Không đúng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhược Mệnh lại nói, nếu nàng ta khôi phục trí nhớ, biết ngươi có cái tháp này. Diệp Quân chớp mắt, chắc không đến mức đó đâu nhỉ. Nhược Mệnh cười nói, đừng nghĩ tất cả mọi người đều tốt.
tiểu tháp này của ngươi vô cùng nghịch thiên, hơn nữa giá trị nghiên cứu của nó vượt xa quyển sổ của thần nhất. Nếu để người ngoài biết chức năng của tiểu tháp này, đặc biệt là những thế lực lớn có thực lực kia, chắc chắn bọn họ sẽ thèm thuồng nó. Trước mặt đại đạo chân chính, nhân nghĩa đạo đức gì đó đều chỉ là may bay. Diệp Quân im lặng, đương nhiên hắn biết nhân tính là thứ không thể chịu được thử thách nhất. Lúc này cô gái váy trắng kia chợt nói, có lẽ ta không phải loại người như thế. Nhược Mệnh nhìn cô gái váy trắng, cười nói, cái này khó nói lắm. Cô gái váy trắng nhìn Nhược Mệnh, chúng ta từng có thù với nhau sao? Nhược Mệnh lắc đầu, thù thì không có, nhưng trước đây cô và ta từng không thích nhau, đương nhiên chúng ta cũng chỉ gặp nhau được mấy lần mà thôi. Không phải ta nhằm vào cô, ta chỉ nhắc nhở đệ đệ vừa mới quen biết này một tiếng mà thôi. Cô gái váy trắng gật đầu, cô ta nhìn thoáng qua Diệp Quân rồi không nói gì thêm. Diệp Quân chợt cất lời, Nhược tỷ, làm cách nào để đi đến khu vực tiên linh này vậy? Nhược Mệnh trầm giọng nói, bây giờ tốt nhất là đừng đi. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Nhược Mệnh giải thích, nơi đó không thích người ngoài, thần nhất từng đến đó cũng không được nể mặt, nếu ngươi thật sự muốn đi thì phải dẫn trưởng bối trong nhà theo mới được. Diệp Quân lắc đầu một cách dứt khoát, thế thì thôi vậy. Lần này đến lượt Nhược Mệnh thắc mắc, vì sao? Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, nếu dẫn trưởng bối trong nhà đi theo thì sẽ xảy ra chuyện. Kiêu ngạo. Hắn biết nếu dẫn cô váy trắng đi, với tính cách của bà ấy ngươi mà dám kiêu ngạo thì cả nhà ngươi đều sẽ đi đời. Diệp Quân nhìn về phía cô gái váy trắng, cô ấy tên là gì? Nhược Mệnh đáp, Thanh Đại. Thanh Đại. Diệp Quân gật đầu, Thanh Đại cô nương, bây giờ ta vẫn không thể đến khu vực tiên linh, đợi sau khi thực lực của ta đủ mạnh, ta sẽ dẫn cô đến đó sau, cô thấy thế nào? Thanh Đại gật đầu, được. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Nhược Mệnh, Nhược tỷ, vậy ta đi đây. Sau đó, hắn đưa Nhược Mệnh rời khỏi tiểu tháp. Sau khi rời khỏi tiểu tháp, Diệp Quân tạm biệt Nhược Mệnh, đương nhiên hắn không thể ở lại đây mãi, hắn còn phải làm rất nhiều chuyện. Nhược Mệnh cũng không giữ Diệp Quân lại. Vào lúc Diệp Quân xoay người rời đi, Diệp Quân đột nhiên cười nói, nếu không muốn gọi người nhà, bản thân cũng không thể giải quyết thì có thể đi đến đây. Diệp Quân vẫy tay, được. Sau đó, hắn biến thành một tia kiếm quang biến mất ở chân trời phía xa. Nhược Mệnh khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi biến mất. Khu Diệp Quân đi ra từ trong Hắc Tử Vực, Nhị Nha và Tiểu Bạch, còn có thần tuyết kia lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Nhị Nha quan sát Diệp Quân, sau đó nói, được đấy. Rõ ràng cô bé phát hiện kiếm đạo của Diệp Quân đã vào thần tính. Diệp Quân khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Bạch sau đó nhìn về phía thần tuyết bên cạnh, vị cô nương này là. Thần tuyết trầm giọng nói, thần tuyết của nhà họ Thần. Nhà họ Thần. Diệp Quân gật đầu, có chuyện gì sao? Thần tuyết nhìn Diệp Quân, có thể nói chuyện một lát không? Diệp Quân cười nói, được. Thần tuyết trầm giọng nói, Diệp công tử, không giấu giếm gì, lần này ta đến đây là vì quyển sổ thượng thần thần nhất để lại. Diệp Quân gật đầu, có thể đoán ra được. Thần tuyết hơi do dự rồi hỏi, có bán không? Diệp Quân cười nói, các ngươi vốn đến cướp đúng không? Thần tuyết gật đầu một cách thản nhiên. Diệp Quân nhìn cô ta, không bán. Thần tuyết im lặng. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Nhị Nha, chúng ta đi thôi. Nhị Nha gật đầu. Nhưng lúc này, thần tuyết đột nhiên nói, Diệp công tử, người không giữ được quyển sổ kia đâu. Diệp Quân dừng bước, hắn quay đầu nhìn về phía thần tuyết nghiêm túc nói, ta không có ác ý, ta chỉ muốn cho ngươi biết quyển sổ đó cực kỳ quý giá, cao thủ bước vào cảnh giới thần đạo nào cũng sẽ muốn có nó, vì nó liên quan đến đại đạo, nên chắc chắn bọn họ sẽ không từ mọi thủ đoạn. Diệp Quân cười nói, nên vì lý do an toàn của ta nên đưa thứ này cho nhà họ Thần các người đúng không? Thần tuyết im lặng. Diệp Quân lắc đầu, thần tuyết cô nương. Ta không biết cô có thể đại diện cho nhà họ Thần không, nhưng ta vẫn muốn nói với cô một câu, ta không muốn đối đầu với nhà họ Thần. Thần tuyết lắc đầu, ta không thể đại diện cho nhà họ Thần, nhưng ta cũng hy vọng sau này nhà họ Thần chúng ta và Diệp công tử sẽ không phải kẻ thù. Diệp Quân cười khẽ, không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Thần tuyết nhìn Diệp Quân đang rời đi phía xa, trong mắt cô ta lóe lên cảm xúc phức tạp, nếu cô ta có thể làm chủ.
đương nhiên cô ta sẽ không hy vọng nhà họ Thần tiếp tục nhằm vào thiếu niên trước mắt. Sống sót đi ra khỏi Hắc Tử Vực. Cô ta không biết sao Diệp Quân có thể làm được, nhưng có thể chắc chắn thiếu niên này không đơn giản chút nào. Mà trực giác cho cô ta biết, thiếu niên bí ẩn đột nhiên xuất hiện này rất có thể thay đổi bố cục thế lực thời đại cũ. Thần Tuyết lắc đầu thở dài, sau đó xoay người rời đi. Cô ta biết chuyện của Thần Lăng, cô ta không che giấu được, cũng không thể che giấu, chỉ có thể báo cáo đúng sự thật cho gia tộc, mà một khi gia tộc biết chuyện này thì chắc chắn gia tộc sẽ không bỏ qua. Thể diện, thần vật, nhà họ Thần đều cần. Một lúc lâu sau đó, Thần Tuyết thở dài khe khẽ rồi rời đi. Nhà họ Thần. Nhà họ Thần nằm ở cổ thần gia, cổ thần gia này qua nhiều năm kinh doanh đã nắm giữ mấy nghìn vũ trụ tinh hà, thế lực vô cùng khổng lồ. Khi Thần Tuyết trở về nhà họ Thần, toàn bộ nhà họ Thần đều đang nổi trận lôi đình. Không ngờ người đó lại dám giết người nhà họ Thần, hơn nữa người bị giết còn là đại trưởng lão của nhà họ Thần. Trong điện nghị sự của nhà họ Thần, Thần Tuyết đứng ở trung tâm đại điện, hai bên đều là những tia sáng, trong những tia sáng này có những hư ảnh lơ lửng, đây đều là cao thủ của nhà họ Thần, bản thể của bọn họ không có ở đây, bọn họ đang tu luyện trong một thời không đặc biệt. Mà lúc này, những cao thủ của nhà họ Thần đều vô cùng giận dữ. Ngang nhiên giết chết người nhà họ Thần rõ ràng là không coi nhà họ Thần ra gì. Cảm nhận được sự giận dữ của trưởng lão xung quanh, Thần Tuyết im lặng không nói gì, vì cô ta biết lúc này mình không thể nói gì cả. Lúc này, chỗ ngồi trống không trước mặt Thần Tuyết đột nhiên xuất hiện một hư ảnh, sau khi hư ảnh xuất hiện, xung quanh chợt trở nên yên tĩnh. Người đó chính là Thần Khởi của nhà họ Thần. Thần Tuyết nhìn Thần Khởi trước mặt, cúi người hành lễ, sau đó đợi đối phương đưa ra quyết định cuối cùng. Là điều tra, hay hòa bình, hay là giết đều chỉ dựa vào một suy nghĩ của người trước mắt. Đương nhiên trong lòng cô ta vẫn hy vọng gia tộc có thể tiếp tục điều tra, tiếp tục theo dõi, sau đó qua một khoảng thời gian nữa mới quyết định, vì cô ta cũng không muốn đối đầu với thiếu niên bí ẩn đó, có lẽ sau một khoảng thời gian ngắn nữa, thế lực bí ẩn sau lưng thiếu niên kia sẽ lộ diện, khi đó mới quyết định cũng không muộn. Thần Khởi đột nhiên nói, giết, giết, nghe thấy từ này, các cao thủ trong điện lập tức xôn xao. Thần Tuyết chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc lâu sau đó, cô ta mở mắt ra rồi nói, nếu gia chủ đã quyết định giết, thì ta đề nghị gia chủ nên đích thân ra mặt giết người này. Nghi thức hoan nghênh. Trong lòng Thần Tuyết không hy vọng nhà họ Thần đối đầu với Diệp Quân, nhưng cô ta cũng không phải người quản lý nhà họ Thần, mà khi nhà họ Thần quyết định giết Diệp Quân. Cô ta lập tức từ bỏ tất cả suy nghĩ không muốn chống lại Diệp Quân trong đầu. Một khi đã là kẻ thù thì không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào được. Nghe thấy lời của Thần Tuyết, các cao thủ của nhà họ Thần ở trong điện đều hơi ngạc nhiên. Một trưởng lão trầm giọng nói, Thần Tuyết, giết một thiếu niên cũng cần tộc trưởng đích thân ra tay à? Thần Tuyết trầm giọng nói, Tam trưởng lão, thiếu niên này cũng không phải một người bình thường, thứ nhất hắn là người thừa kế mà Thần Nhất đã chọn. Khi hai chữ Thần Nhất này xuất hiện trong đại điện, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên hơi kỳ lạ. Còn Thần Tuyết thì mặc kệ những điều này, cô ta tiếp tục nói, có lẽ mọi người đều hiểu con người Thần Nhất, mọi người cảm thấy ông ấy sẽ chọn một thiếu niên bình thường sao? Mọi người im lặng. Thần Tuyết lại nói, hơn nữa bên cạnh người này có một con ác thú và linh tổ đi theo, mọi người biết thực lực của đại trưởng lão mạnh bao nhiêu. Nhưng ông ấy lại hoàn toàn không có khả năng đánh trả trước mặt con ác thú kia, cứ thế bị giết chết. Hoàn toàn không có khả năng đánh trả. Nghe thấy lời của Thần Tuyết, mấy cao thủ của nhà họ Thần đang có mặt đều kinh ngạc, không có khả năng đánh trả. Lúc biết đại trưởng lão bị giết bọn họ đều vô cùng tức giận, nhưng cũng không biết đại trưởng lão bị giết chết trong nháy mắt, bây giờ khi biết được chuyện này bọn họ đều rất kinh ngạc. Thực lực của đại trưởng lão cũng không phải là yếu. Là cao thủ cao cấp 6 phần thần tính, ông ta cũng bị giết chết trong nháy mắt thì chuyện này có ý nghĩa thế nào? Có nghĩa đối phương ít nhất là 7 phần thần tính. Thần Tuyết gật đầu, đúng thế, hơn nữa người này còn sống sót đi ra được từ Hắc Tử Vực. Hắc Tử Vực, mọi người lại rơi vào im lặng một lần nữa. Lúc này họ chợt phát hiện dường như sự việc không đơn giản như thế. Thần Tuyết nhìn về phía tộc trưởng nhà họ Thần, tộc trưởng. Đề nghị của ta là nếu không đối đầu với hắn thì có thể kết bạn, có
còn nếu đối đầu thì tộc trưởng hay tự mình ra mặt giết chết hắn, không cho hắn có chút cơ hội nào cả. Mọi người trong điện đồng loạt nhìn về phía tộc trưởng Thần Khởi của nhà họ Thần. Thần Khởi không chút do dự nói thẳng, giết. Thần Tuyết hơi nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Nhưng Thần Khởi lại nói, bảo Thần Võ dẫn người đi trước. Lúc này, trong một trụ sáng ở bên phải có một người đàn ông trung niên mặc chiến giáp màu đen chậm rãi bước ra. Thần Võ, cao thủ đứng thứ hai ở nhà họ Thần trước mắt, chỉ đứng sau tộc trưởng. Thần Tuyết muốn nói lại thôi, cô ta vốn định tiếp tục khuyên cho Thần Khởi đích thân ra tay, nhưng nếu lên tiếng vào lúc này thì cũng đồng nghĩa với việc đắc tội Thần Võ. Hành động như thế quá ngu xuẩn. Vì thế cô ta chỉ có thể im lặng. Sau khi xuất hiện, Thần Võ lạnh lùng nói, một mình ta là đủ rồi. Thần Khởi cất lời, người này không đơn giản, đừng khinh địch, dẫn theo binh lính của nhà họ Thần đi, nếu phát hiện không đấu lại thì lập tức rút lui, đợi ta về. Dứt lời, ông ta dần biến mất. Thần Võ cau mày, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Đương nhiên ông ta không thể cãi lệnh của tộc trưởng trước mặt mọi người được. Mọi người nhanh chóng giải tán, trong nhà họ Thần có mấy chục khí thế mạnh mẽ bay lên cao, biến mất ở nơi sâu trong tinh không. Nơi nào đó, Thần Tuyết nhìn về phía tinh không xa xôi, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Cô ta biết quyết định của nhà họ Thần lần này có thể ảnh hưởng đến thịnh suy của cả gia tộc. Nếu nhà họ Thần thành công thì nhà họ Thần có thể mượn quyển sổ kia đạt đến một tầm cao mới, còn nếu thất bại thì thực lực của nhà họ Thần có thể sẽ chịu ảnh hưởng nhất định, nhưng có lẽ vấn đề sẽ không quá nghiêm trọng. Trong đạo thị, tại một tử quán, Diệp Quân và Trấn Nam Tuyết ngồi đối diện nhau. Trấn Nam Tuyết đang báo cáo với Diệp Quân công việc mở lại đạo thị trước mắt. Diệp Quân nghiêm túc lắng nghe. Qua một lúc lâu, Trấn Nam Tuyết cất quyển sổ trước mặt đi. Sau đó nhìn về phía Diệp Quân, có hơn 100 đạo thị đã mở ra lần nữa, trước mắt hiệu quả không tệ, hơn nữa chúng ta đã bắt đầu có lợi nhuận rồi. Nói đến đây, cô ta không nhịn được nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên cô ta hành động một mình từ sau khi rời khỏi trấn tộc, vì thế cô ta rất cố gắng, mà cố gắng của cô ta đã có hiệu quả, trước mắt bản thân cô ta đã lãi hơn chục nghìn tổ nguyên rồi. Mà đây chỉ mới là bắt đầu. Diệp Quân cũng hơi vui vẻ, hắn cười nói, tạm thời không cần xây dựng thêm nữa, đợi sau khi ổn định toàn bộ đạo thị, chúng ta lại tiếp tục xây thêm. Trấn Nam Tuyết gật đầu, ta hiểu, dục tốc bất đạt mà. Diệp Quân đột nhiên nói, trấn tộc các cô có thái độ gì với ta? Bây giờ trong ba thế lực lớn, chỉ có trấn tộc trong trạng thái hợp tác với hắn, còn hai nhà khác đã bắt đầu nhằm vào hắn, vì thế hắn muốn biết suy nghĩ chân thực của trấn tộc này với hắn. Nghe thấy câu hỏi của Diệp Quân, nụ cười trên mặt Trấn Nam Tuyết dần biến mất, lần này ta đến đây còn vì một chuyện, là tộc trưởng của chúng ta muốn mời ngươi đến trấn tộc. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, đến trấn tộc. Trấn Nam Tuyết gật đầu, đúng thế, có lẽ là muốn nói chuyện trực tiếp với ngươi. Diệp Quân ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, được. Hắn biết chắc chắn Trấn Nam Tuyết không thể đại diện cho toàn bộ trấn tộc, hắn phải nói chuyện rõ ràng với người quản lý thật sự của trấn tộc. Sau này là kẻ thù hay là bạn vẫn nên xác định trước thì tốt hơn. Thật ra Trấn Nam Tuyết cũng hơi lo lắng, vì cô ta cũng sợ Diệp Quân và Trấn tộc đàm phán thất bại. Nếu đàm phán thất bại, lúc này, Diệp Quân nói, bây giờ chúng ta đi đến Trấn tộc thôi. Trấn Nam Tuyết thu hồi suy nghĩ, gật đầu, được. Dứt lời, hai người đứng dậy rời đi. Một canh giờ sau, dưới sự hướng dẫn của Trấn Nam Tuyết, Diệp Quân đi tới trấn giới. Cũng giống như nhà họ Thần, trấn tộc có vũ trụ tinh vực độc lập của riêng mình, thế lực vô cùng khổng lồ, không hề thua kém nhà họ Thần. Vừa đến lối vào trấn giới, một nhóm cô gái tướng mạo xinh đẹp đã chậm rãi bước ra, cùng lúc đó, một tấm thảm đỏ được trải thẳng từ trong trấn giới ra ngoài, nhìn thoáng qua, được lắm, dài tận chục nghìn trượng. Mà những cô gái xinh đẹp ở hai bên đều cung kính hành lễ với Diệp Quân, miệng cười mỉm. Sau đó bắt đầu nhảy múa, trong lúc nhảy múa, vô số đóa hoa chậm rãi xuất hiện từ thời không xung quanh, cũng lúc đó thiên địa xung quanh chợt vang lên tiếng hát, tựa như tiên cảnh. Diệp Quân sửng sốt. Lúc này, Trấn Nam Tuyết ở bên cạnh đột nhiên giải thích, đây là nghi thức hoan nghênh, chỉ được thực hiện khi khách quý đến. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, các cô, đúng là biết chơi.
Trấn Nam Tuyết cười nói, cũng không phải chỉ là một nghi thức hoan nghênh đơn giản, người cứ cảm nhận thật kỹ đi. Nghe thấy lời của Trấn Nam Tuyết, Diệp Quân lập tức cảm nhận, sau đó hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, vì hắn phát hiện dường như xung quanh có thứ gì đó tiến vào cơ thể của hắn. Trấn Nam Tuyết cười nói, đây là linh khí đặc biệt trong nhà họ Trấn chúng ta, có tên là linh khí tinh thần, giúp nâng cao tu vi, đương nhiên chắc chắn chút linh khí tinh thần này chẳng là gì với Diệp công tử, nhưng đây là chút tấm lòng của chúng ta. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ có lòng rồi. Trấn Nam Tuyết cười nói, Diệp công tử, mời. Diệp Quân gật đầu, sau đó đi vào trấn giới. Sau khi đi vào, Diệp Quân phát hiện thảm đỏ kia hoàn toàn không phải dài chục nghìn trượng, mà là mấy chục nghìn trượng, trải thẳng đến trước điện đón khách của trấn tộc. Diệp Quân hơi dở khóc dở cười, nghi thức hoan nghênh của trấn tộc này thật là đặc biệt. Khi Diệp Quân đi theo Trấn Nam Tuyết đến trước điện tiếp khách của trấn tộc, một người đàn ông trung niên đã dẫn theo một nhóm cao thủ đợi ở đó. Trấn Nam Tuyết bên cạnh Diệp Quân cất lời, đây là tộc trưởng của trấn tộc chúng ta, Trấn Thiên. Diệp Quân còn chưa nói gì, Trấn Thiên kia đã bước nhanh đến trước mặt hắn và Trấn Nam Tuyết, cười nói, hoan nghênh Diệp công tử đến làm khách ở trấn tộc ta. Còn nhóm cao thủ ở sau lưng Trấn Thiên thì đang tò mò quan sát Diệp Quân. Đương nhiên họ cũng rất tò mò về Diệp Quân này. Đây chính là người trẻ tuổi nổi bật nhất toàn bộ thời đại cũ này hiện tại. Diệp Quân cười nói, Trấn tộc trưởng khách sáo quá. Nghi thức hoan nghênh này của ngươi khiến cho ta hơi bất ngờ. Trấn Thiên cười nói, Diệp công tử, chúng ta vào trong nói chuyện. Diệp Quân gật đầu, được. Dưới sự dẫn đường của Trấn Thiên, mọi người tiến vào trong đại điện chỉ có một cái bàn dài, Diệp Quân ngồi một bên, Trấn Thiên ngồi ở bên còn lại, còn những trưởng lão của trấn tộc thì đứng sau lưng Trấn Thiên. Nhưng Trấn Nam Tuyết thì lại đứng sau lưng Diệp Quân. Trấn Thiên mỉm cười nói, Diệp công tử, ta nói thẳng vào vấn đề luôn. Nếu có chỗ nào sai thì xin thông cảm. Diệp Quân gật đầu, nói thẳng vào vấn đề cũng được. Trấn Thiên gật đầu, không giấu gì ngươi, thật ra trấn tộc ta cũng muốn có được quyển sổ kia, đương nhiên chúng ta cũng biết đó là đồ của Diệp công tử, mà trấn tộc ta không muốn trở thành kẻ thù của Diệp công tử, ngược lại là muốn làm bạn với ngươi. Vì thế chúng ta muốn hỏi Diệp công tử, phải làm sao thì cậu mới có thể cho trấn tộc chúng ta mượn xem qua. Điều kiện gì cũng có thể nói. Diệp Quân cười nói, thật ra xem qua cũng chẳng sao cả. Trấn Thiên chớp mắt, không hiểu ý Diệp Quân. Diệp Quân đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Trấn Nam Tuyết, sau đó nói, ta và Nam Tuyết cô nương là bạn, hợp tác rất vui vẻ, nếu Nam Tuyết cô nương lên tiếng, chắc chắn ta sẽ không từ chối. Nghe hắn nói vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Trấn Nam Tuyết cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng cô ta nhanh chóng hiểu ý Diệp Quân. Diệp Quân đang giúp cô ta nâng cao địa vị của mình ở trấn tộc. Nghĩ thế, trong lòng Trấn Nam Tuyết không khỏi thấy ấm áp. Trấn Thiên nhìn thoáng qua Trấn Nam Tuyết, sau đó ra hiệu với cô ta. Gã muốn xem Diệp Quân nói thật hay nói dối. Nhưng Trấn Nam Tuyết hơi do dự. Vì cô ta cũng không biết Diệp Quân đang nói đùa hay nói thật, nếu cô ta lên tiếng mà Diệp Quân lại từ chối. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên mở lòng bàn tay. Một quyển cổ tịch màu đen chậm rãi bay ra từ bên trong, cuối cùng dừng lại trước mặt Trấn Thiên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người xung quanh đều im lặng. Cho xem thật, Trấn Thiên nhìn chằm chằm quyển cổ tịch kia một lúc lâu, sau đó gã ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, nghiêm túc nói, Diệp công tử, người thật sự không có điều kiện gì khác sao? Diệp Quân lắc đầu, không có. Trấn Thiên vô cùng khó hiểu, vì sao chứ? Diệp Quân cười nói, chỉ xem thử thôi mà, cũng không tổn thất gì, vì sao lại không được chứ? Trấn Thiên im lặng, ngươi dễ tính như thế à? Lúc này, Trấn Thiên chợt thấy hơi xấu hổ. Vì trước đó, gã còn từng có suy nghĩ muốn cướp. Nhìn quyển cổ tịch màu đen trên mặt bàn, tất cả cao thủ trấn tộc đang có mặt đều im lặng. Bất ngờ. Bọn họ vô cùng bất ngờ, vì không nghĩ Diệp công tử trước mắt lại cứ thế cho mượn. Điều này khiến bọn họ nhất thời không biết phải làm sao. Chưa từng thấy nghĩ dễ đàm phán đến vậy. Đặc biệt là Trấn Nam Tuyết, tâm trạng của cô ta lúc này rất phức tạp, vì cô ta cũng không ngờ Diệp công tử trước mắt lại dễ tính như thế. Nghĩ đến chuyện nhà họ Thần và khu vực cổ hoang vì muốn quyển nhật ký này mà đi giết hắn, cô ta cảm thấy hơi buồn cười.
nếu những người đó biết Diệp Quân dễ nói chuyện như thế thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Nhìn Trấn Thiên đang im lặng không nói một lời, Diệp Quân cười nói, Trấn Thiên tộc trưởng không xem à. Trấn Thiên nhìn thoáng qua Diệp Quân bằng ánh mắt phức tạp, Diệp công tử, ta phải thừa nhận là cậu khiến ta rất bất ngờ, cực kỳ bất ngờ. Diệp Quân cười không nói gì. Trấn Thiên nhìn quyển cổ tịch màu đen trước mặt nhưng không đưa tay cầm lấy. Diệp Quân hơi nghi ngờ. Trấn Thiên im lặng một lúc lâu, sau đó lắc đầu, đẩy quyển cổ tịch về lại trước mặt Diệp Quân. Lúc này, Diệp Quân càng nghi ngờ hơn. Không chỉ Diệp Quân mà những cao thủ của Trấn tộc trong điện cũng thế. Trấn Thiên nhìn về phía Diệp Quân, cười khẽ, Diệp công tử, Trấn tộc ta không phải kiểu người không làm mà đòi có ăn, Trấn tộc chúng ta đã hiểu được ý tốt và tấm lòng của cậu rồi. Thế này đi, từ giờ về sau Trấn tộc chúng ta sẽ cùng cậu chống lại khu vực cổ hoang và nhà họ Thần, đến lúc đó nếu chúng ta thắng cậu hẳn cho Trấn tộc chúng ta mượn xem thứ này, được chứ? Nghe ông ta nói thế, sắc mặt các trưởng lão trong điện lập tức thay đổi. Cùng chống lại khu vực cổ hoang và nhà họ Thần. Việc này cũng tương đương với cược một ván lớn. Sao tộc trưởng lại trở nên lú lẫn thế? Lúc này một trưởng lão mặc áo choàng đen trầm giọng nói, tộc trưởng, chuyện này. Trấn Thiên hờ hững nhìn thoáng qua ông lão áo đen kia, ông lão thầm thấy sợ hãi, lập tức không dám nhiều lời nữa. Các trưởng lão khác thấy thế thì đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám nhiều lời thêm, nhưng sắc mặt của một vài trưởng lão đều vô cùng khó coi. Đây không chỉ đơn giản là một ván cược lớn. Thực lực của nhà họ Thần và khu vực cổ hoang đều không thua kém gì Trấn tộc, tộc trưởng tùy tiện đưa ra một quyết định như thế rất có thể sẽ đưa Trấn tộc xuống vực sâu vạn trượng. Hơn nữa điều quan trọng nhất là Diệp công tử trước mắt đã đồng ý cho Trấn tộc mượn miễn phí rồi. Mà tộc trưởng của bọn họ vẫn muốn làm thế. Điều này khiến rất nhiều người của Trấn tộc không chỉ thấy khó hiểu mà còn bất mãn nữa. Dẫu sao chuyện này cũng liên quan đến tương lai của toàn bộ Trấn tộc. Nét mặt Trấn Thiên rất bình tĩnh, rõ ràng ông ta biết sự khó hiểu và bất mãn của người trong tộc, nhưng ông ta cũng không giải thích bất cứ điều gì. Mà lúc này Diệp Quân cũng hơi bất ngờ, hắn nhìn Trấn Thiên, cười nói, Trấn Thiên tộc trưởng, ông chắc chắn chứ? Trấn Thiên gật đầu, chắc chắn. Diệp Quân hơi nghi ngờ, vì sao? Trấn Thiên cười khẽ, nhất định phải có một lý do sao? Diệp Quân cười đáp, cũng không phải như thế, nhưng đây không phải chuyện nhỏ, ta hy vọng Trấn Thiên tộc trưởng có thể suy nghĩ kỹ. Trấn Thiên chợt nói, theo ta được biết, thần võ của nhà họ Thần đã dẫn theo binh lính nhà họ Thần đi tìm Diệp công tử, hơn nữa nhiều nhất là nửa canh giờ bọn họ sẽ đến bên ngoài Trấn tộc chúng ta. Nếu Diệp công tử đồng ý chuyện hợp tác giữa chúng ta thì chúng ta có thể luyện tay trước xử lý đám người nhà họ Thần này. Diệp Quân nhìn chằm chằm Trấn Thiên không nói một lời. Trấn Thiên cười im lặng. Một lúc lâu sau đó, Diệp Quân cười nói, ta không có lý do gì để từ chối cả. Trấn Thiên cười to, vậy chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ. Dứt lời ông ta nhìn về phía Trấn Nam Tuyết, dẫn Diệp công tử đi tới điện bên cạnh nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị tiếp chiến. Trấn Nam Tuyết gật đầu, cô ta nhìn về phía Diệp Quân, mời Diệp công tử. Diệp Quân nhìn thoáng qua mấy người sau lưng Trấn Thiên, sau đó nói, được. Dứt lời hắn đứng dậy rời đi cùng Trấn Nam Tuyết. Ngay sau khi Diệp Quân và Trấn Nam Tuyết rời đi, một ông lão tóc bạc cất lời, tộc trưởng, vì sao ngài lại làm thế? Những cao thủ Trấn tộc khác cũng đồng loạt nhìn về phía Trấn Thiên, trong mắt bọn họ cũng tràn đầy sự khó hiểu và nghi ngờ. Trấn Thiên khẽ thở dài, người ta cho chúng ta xem miễn phí thì chúng ta thật sự xem được à? Ông lão tóc bạc thắc mắc, vì sao không thể chứ? Chuyện sẽ thay đổi giờ cập nhật nhé em en. Hiện chuyện cập nhật vào 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Nếu mọi người có ý kiến về thời gian cập nhật có thể bình luận để mình biết nha, lưu ý không kèm từ tục tĩu để tránh bị lọc tự động. Trấn Thiên nhìn thoáng qua mọi người xung quanh, sau đó nói, đương nhiên là có thể xem. Nhưng Trấn tộc chúng ta còn cần thể diện không? Mọi người im lặng. Đúng thế, lợi dụng người khác như thế thật sự hơi mất mặt, nhưng mọi người đều cảm thấy không sao cả. Trấn Thiên nói tiếp, nếu là người bình thường, chúng ta muốn lợi dụng cũng được thôi. Nhưng Diệp công tử này không phải người bình thường, nếu Trấn tộc chúng ta chọn mặt dày lợi dụng người ta, thì ấn tượng về chúng ta trong lòng hắn sẽ giảm đi rất nhiều.
Ông lão tóc bạc trầm giọng nói, tộc trưởng, sao ông lại nói hắn không phải người bình thường? Trấn Thiên hờ hững nói, chẳng lẽ hắn không biết giá trị quyển ghi chép này của thần nhất? Mà nếu đã biết giá trị của nó nhưng vẫn muốn cho chúng ta mượn xem. Ông lão càng nghi ngờ, việc này có vấn đề gì sao? Mấy ông lão khác cũng thấy mơ hồ. Trấn Thiên khẽ thở dài, cốt lõi của vấn đề nằm ở chỗ thái độ của hắn với quyển sổ kia, từ đầu đến cuối hắn đều không quá coi trọng nó, điều này chỉ có hai nguyên nhân, một là hắn không biết giá trị của nó nên mới không xem trọng, hai là biết giá trị của nó nhưng ở trong mắt hắn giá trị này cũng chẳng là bao, cộng thêm những biểu hiện của hắn trước đây, vì thế ta chắc chắn thế lực đứng sau Diệp công tử này cực kỳ đáng sợ. Mấy người nhóm ông lão tóc bạc im lặng. Nghe thấy lời của Trấn Thiên, lúc này mọi người mới hiểu ra. Đúng thế, từ đầu đến cuối Diệp quân kia đều không quá xem trọng quyển sổ. Người nào, gia đình thế nào mới có thể làm như thế? Trấn Thiên nói tiếp, hơn nữa mọi người không phát hiện ra à. Người này còn trẻ tuổi như thế, nhưng khi đến trấn tộc chúng ta, đối diện với chúng ta, hắn lại không hề có vẻ sợ sệt, loại người này là kiểu đã trải đời. Nói cách khác là chắc chắn hắn từng thấy thế lực lớn mạnh hơn trấn tộc chúng ta, hoặc có thể nói thế lực này là nhà của hắn. Ông lão tóc bạc cất giọng điệu nặng nề, trưởng lão, lời ngài nói đúng là rất có lý, nhưng có một vấn đề là ngoài ba thế lực chúng ta và khu vực tiên linh, chẳng lẽ trên thế gian này vẫn còn thế lực lớn mạnh hơn ư? Mà rõ ràng là hắn không đến từ nhà họ thần, khu vực tiên linh hay khu vực cổ hoang. Những người khác đồng loạt nhìn về phía Trấn Thiên. Vũ trụ này vẫn còn thế lực lớn mạnh hơn bọn họ sao? Nếu có thì bọn họ không thể không biết được. Trấn Thiên chợt hỏi, vũ trụ có giới hạn không? Mọi người kinh ngạc. Trấn Thiên lắc đầu, không có giới hạn. Từ khi thời đại tiên tổ bắt đầu, trấn tộc chúng ta vẫn luôn thăm dò vũ trụ, tìm ra thế giới mới. Nhưng biết bao năm qua chúng ta đã chiếm đóng được bao nhiêu vũ trụ tinh hà, chúng ta đã đi tới điểm cuối cùng của bao nhiêu thế giới rồi. Mọi người im lặng. Trấn Thiên lại nói, mọi người có còn nhớ câu nói mà tiên tổ để lại trước khi rời đi không? Ông lão tóc bạc nghiêm túc trả lời, núi cao còn có núi cao hơn. Trấn Thiên gật đầu, ý trong câu nói này của ngài ấy là trấn tộc ta luôn phải giữ tỉnh táo, tuyệt đối đừng tự cảm thấy bản thân vô địch, từ đó trở nên ngạo mạn. Mọi người lại im lặng. Thật ra biết bao năm qua, ngoài nhà họ thần khu vực cổ hoang cùng với khu vực tiên linh, trấn tộc bọn họ thật sự luôn khinh thường những thế lực khác. Bọn họ biết Diệp quân không đơn giản, nhưng thật ra sâu trong lòng bọn họ vẫn không nghĩ Diệp quân có cùng đẳng cấp với trấn tộc, mà bọn họ cũng không tin trên thế gian này có thế lực mạnh hơn ba thế lực bọn họ và khu vực tiên linh. Sao có thể được? Vì thế mọi người vẫn cảm thấy quyết định của Trấn Thiên hơi mạo hiểm. Lúc này, Trấn Thiên lại nói, ta cũng biết là rất mạo hiểm, nhưng ta vẫn quyết định thử một lần. Ông lão tóc bạc thắc mắc, vì sao? Trấn Thiên cười khẽ, mọi người cảm thấy tính cách Diệp công tử này thế nào? Ông lão tóc bạc hơi nghi ngờ. Trấn Thiên tiếp tục nói, chỉ nói về tính cách thôi. Ông lão tóc bạc trầm giọng nói, tạm được, nếu mọi hành vi của hắn đều không có mục đích khác thì. Nói đến đây dường như nhận ra được điều gì, sắc mặt lão trở nên nặng nề. Không có bất cứ mục đích gì. Nếu mọi hành động của Diệp quân không có bất cứ mục định gì thì có ý nghĩa thế nào, đúng như Trấn Thiên nói, quyển sổ kia cũng chẳng là gì trong mắt đối phương, hoàn toàn không quý giá, cũng có thể nói là đối phương cũng không quá xem trọng nó. Ngoài ra còn có một điều là đối phương hoàn toàn không quá có ý định sẽ dựa vào trận tộc. Lại nói một cách nói khác thì trong mắt người ta trấn tộc cũng chỉ đến thế mà thôi. Không chỉ ông lão tóc bạc mà rất nhiều người đang có mặt đều nghĩ đến điều này. Lúc này bọn họ đều hơi khó tin. Ngay cả trấn tộc cũng chẳng là gì. Nếu thiếu niên này thật sự nghĩ như vậy thì có phải hắn quá ngông cuồng rồi không? Trấn Thiên nhìn thoáng qua mọi người, sau đó trong mắt ông ta lộ ra cảm xúc phức tạp, hắn không sợ khu vực cổ hoang, còn dám giết người của nhà họ thần, cũng không sợ nhà họ Trấn chúng ta, nếu nhà họ Trấn chúng ta không thể hiện thiện chí mà muốn cướp đoạt giống nhà họ thần và khu vực cổ hoang, ta đoán chừng hắn cũng sẽ không sợ. Nói đến đây ông ta thở dài một hơi, lúc nghĩ đến những điều này ta cũng thấy hơi khó tin, cũng hy vọng là do mình suy nghĩ nhiều, nhưng thực tế chứng minh không phải là như thế, mà là ta còn chưa thật sự suy nghĩ quá nhiều.
thiếu niên này còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của chúng ta nhiều. Có lẽ đây cũng là lý do thần nhất chọn hắn, vì từ lúc đầu đối phương đã biết nếu quyển sổ này nằm trong tay thiếu niên, nó sẽ không hề nguy hiểm. Ông lão tóc bạc trầm giọng nói, nhưng cực như thế, lỡ như thế lực sau lưng hắn không mạnh đến vậy. Trấn Thiên ngắt lời lão ta, các ngươi cảm thấy thiếu niên này thế nào? Không nói đến bối cảnh của hắn. Ông lão tóc bạc đáp, kỳ tài ngút trời, thiên tài của trấn tộc ta còn thua xa. Trấn Thiên gật đầu, nếu Nam Tuyết có thể nên duyên với hắn. Nghe thấy lời nói, mọi người trong điện đều sửng sốt. Mẹ kiếp! Không thể không nói tất cả cao thủ trong điện lúc này đều sợ đến ngây người. Bọn họ không ngờ tộc trưởng lại nghĩ đến việc này. Diệp Quân và Trấn Nam Tuyết. Mọi người chợt cảm thấy hình như cũng không phải không được. Dẫu sao Diệp công tử trước mắt thật sự rất ưu tú, dù không có gia thế bối cảnh lớn mạnh cũng hoàn toàn xứng với Trấn Nam Tuyết, huống hồ bối cảnh của đối phương còn vô cùng không đơn giản. Nếu nên duyên với hắn thì chẳng khác nào hai bên sẽ trói buộc với nhau. Hiện tại mọi người cũng không còn quá mâu thuẫn trong việc hợp tác với Diệp Quân nữa. Lúc này một ông lão đột nhiên đi vào điện, ông lão cung kính hành lễ với mọi người rồi nói, tộc trưởng, thần võ của nhà họ thần sắp đến trấn tộc của chúng ta rồi. Trấn Thiên chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi. Nghe thấy câu này, mọi người đều biết tộc trưởng đã quyết định rồi. Mà mọi người cũng không phản đối nữa. Điện bên cạnh. Trấn Nam Tuyết và Diệp Quân ngồi đối diện nhau. Trấn Nam Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân nói đùa, Nam Tuyết cô nương nhìn chằm chằm ta như thế sẽ khiến ta thấy ngại đấy. Trấn Nam Tuyết cười nói, Diệp công tử, nói thật thì ta rất tò mò với lai lịch của ngươi. Diệp Quân khẽ mỉm cười không nói gì. Trấn Nam Tuyết chợt cất lời, nếu nhà họ thần và khu vực cổ hoang mượn ngươi quyển sổ này, ngươi sẽ cho bọn họ mượn chứ? Diệp Quân hỏi ngược lại, cô cảm thấy sao? Trấn Nam Tuyết lắc đầu, ta không biết. Diệp Quân gật đầu, làm người phải có qua có lại, nếu mọi người hòa thuận thì mượn xem một lúc ta cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng nếu cô đến cướp thì khá là mất lịch sự. Trấn Nam Tuyết nhẹ giọng nói, có lẽ bọn họ không biết ngươi dễ đàm phán thế. Nói đến đây, trong mắt cô ta không khỏi lộ vẻ phức tạp. Những năm gần đây, ba thế lực lớn siêu nhiên kiêu ngạo đã quen. Bọn họ để ý cái gì gần như đều sẽ thẳng thừng ép mua ép bán, thậm chí là cướp, đương nhiên lần nào chiêu nào cũng dùng được. Vì không ai dám đối đầu với bọn họ. Mà lần này rõ ràng khu vực cổ hoang và nhà họ thần đã động vào một kẻ khó chơi rồi. Diệp công tử trước mắt là người thích mềm mỏng, không thích gay gắt. Lúc này Trấn Nam Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài điện. Không biết đã nhìn thấy gì khiến cô ta xa sầm mặt, người của nhà họ thần đến rồi. Diệp Quân bình tĩnh nhìn ra ngoài điện. Một ông lão đột nhiên xuất hiện trong điện, ông lão cúi người hành lễ với Diệp Quân, Diệp công tử, tộc trưởng cho mời cậu. Diệp Quân gật đầu rồi đậy rời đi. Trấn Nam Tuyết vội vàng đi theo. Diệp Quân và Trấn Nam Tuyết nhanh chóng đi ra ngoài trấn giới dưới sự dẫn đường của ông lão, mà lúc này... Trấn Thiên đã dẫn theo một nhóm trưởng lão của trấn tộc đợi ở nơi này. Nhìn thấy Diệp Quân, Trấn Thiên khẽ mỉm cười rồi quay đầu nhìn chân trời phía xa, nơi đó có những hơi thở ùn ùn kéo đến. Nhà họ thần. Không lâu sau đó, một người đàn ông trung niên mặc chiến giáo màu vàng sẫm chậm rãi bước ra. Người đó chính là thần võ của nhà họ thần. Sau lưng thần võ còn có mấy chục cao thủ cao cấp của nhà họ thần đi theo. Có một điều đáng nói là thần tuyết kia cũng có mặt. Cuối cùng cô ta vẫn muốn đích thân đến xem sao, vì cô ta thật sự thấy tò mò với lai lịch và thân phận của Diệp Quân, cô ta muốn xem rốt cuộc người đứng sau Diệp Quân mạnh đến mức nào mà khiến hắn tự tin như thế. Khi thần võ thấy Diệp Quân đứng bên cạnh Trấn Thiên, ông ta nhất thời cau mày. Trấn Thiên cười nói, thần võ, nhiều năm không gặp. Thần võ gật đầu rồi nói, chắc ông cũng biết mục đích chúng ta đến đây. Trấn Thiên mỉm cười nói, bây giờ Diệp công tử là người của trấn tộc chúng ta. Người của trấn tộc, nghe ông ta nói thế thần võ lập tức nhíu mày lại lần nữa. Còn thần tuyết thì vô cùng ngạc nhiên. Cô ta biết thế hệ trẻ của trấn tộc có hợp tác với Diệp Quân, nhưng đây chỉ là hợp tác nhỏ, vì thế cô ta cũng không quan tâm. Mà lúc này, Trấn Thiên nói như thế rõ ràng là muốn bọn họ biết trấn tộc và Diệp Quân cùng một phe.
Tại sao Trấn tộc lại chọn phe? Thần Tuyết nhíu chặt mày, trong lòng cô ta chợt dâng lên nỗi bất an. Thần Võ nhìn chằm chằm Trấn Thiên, người này đã giết đại trưởng lão của nhà họ Thần chúng ta. Trấn Thiên bình tĩnh nói, giết thì giết, có vấn đề gì sao? Nghe thấy câu này, bầu không khí xung quanh chợt trở nên căng thẳng. Đây là chọn phe một cách ngang ngược. Mấy người Thần Võ vừa thấy tức giận cũng vừa thấy cực kỳ bất ngờ, vì bọn họ không ngờ Trấn tộc lại ủng hộ Diệp Quân như thế. Không bình thường. Thần Võ cau mày nhìn Diệp Quân đang đứng bên cạnh Trấn Thiên. Ông ta biết Trấn tộc luôn rất cẩn thận, mà lần này bọn họ lại ủng hộ Diệp Quân như thế rõ ràng là không bình thường. Rốt cuộc điều gì đã khiến Trấn tộc ủng hộ Diệp Quân? Tuy trong lòng Thần Võ cực kỳ phẫn nộ nhưng ông ta cũng không nổi giận, ông ta gật nhẹ đầu, ta hiểu rồi. Sau đó ông ta muốn dẫn mọi người rời đi. Đương nhiên ông ta sẽ không ra tay ở nơi này, đùa à, ở đây là địa bàn của Trấn tộc, muốn ra tay ở đây đương nhiên bọn họ hoàn toàn không đủ người. Vì thế việc cấp bách hiện tại là nhanh chóng rời khỏi nơi này trở về nhà họ Thần để bàn bạc kỹ hơn. Nhưng lúc này Trấn Thiên chợt nói, đợi đã. Nhà họ Thần chắc chắn sẽ giết chết ngươi. Thần Võ xoay người nhìn về phía Trấn Thiên tộc trưởng có chuyện gì sao? Trấn Thiên gật đầu, Thần Võ, người quang minh chính đại không nói chuyện mập mờ, ta muốn giết các ngươi. Mọi người, còn không đợi Thần Võ trả lời Trấn Thiên đã vung tay phải, giết. Ngay sau đó, trong trấn giới có mấy chục nghìn cột sáng đột nhiên dâng lên tận trời cao, sau đó lao ra khỏi trấn giới chạy thẳng về phía mấy người nhóm Thần Võ. Thẳng thừng điều động trận pháp. Thấy cảnh này, ánh mắt Thần Võ thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, mọi người đi đi. Dứt lời ông ta tiến về phía trước, khẽ vung tay áo, một sức mạnh đáng sợ cuộn trào như sóng nước, thoáng chốc chèn ép chục nghìn cột sáng kia. Nhưng lúc này xung quanh đột nhiên xuất hiện mấy trăm cao thủ mạnh mẽ, những cao thủ này đều xông về phía đám người Thần Võ. Con người Thần Võ co lại, ông ta mở tay trái sau đó nắm chặt lại. Oanh! Một sức mạnh kinh khủng đột nhiên bộc phát xung quanh, chẳng mấy chốc khu vực nơi bọn họ đang đứng lập tức vỡ tan. Gần như cùng lúc đó Thần Tuyết lập tức bóp vỡ một thần phù này biến thành một tia thần quang bay lên trời, biến mất ở sâu trong tinh không rộng lớn. Đây là bùa giữ mạng của nhà họ Thần, bóp vỡ nó nhà họ Thần sẽ lập tức cảm nhận được, với khoảng cách giữa nhà họ Thần và Trấn tộc thì cao thủ của nhà họ Thần sẽ có thể đến đây trong vòng nhiều nhất là nửa khắc. Nửa khắc. Lúc này sắc mặt Thần Tuyết trở nên nặng nề, cô ta không chắc bọn họ có thể chịu đựng được nửa khắc hay không. Vì Trấn Thiên tộc trưởng trước mắt vừa ra tay đã sử dụng chiêu tàn nhẫn nhất. Nhìn thấy nhiều cao thủ của nhà họ Trấn tấn công đến như thế, sắc mặt Thần Võ lúc này cũng trở nên nặng nề, ông ta cũng không ngờ Trấn tộc lại hung ác đến vậy. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, ông ta chợt tiến lên một bước muốn ra tay nhưng một khí thế đáng sợ đã bao phủ lấy ông ta. Ngay sau đó thời không trước mặt ông ta trở nên vặn vẹo, chẳng mấy chốc ông ta đã bị kéo vào trong một thời không bí ẩn. Mà người đứng không xa trước mặt ông ta chính là Trấn Thiên. Trấn Thiên đích thân ra tay. Sắc mặt Thần Võ vô cùng u ám, Trấn Thiên, ông thật sự muốn gây ra đại chiến giữa hai nhà à? Nếu bọn họ chết ở đây thì chắc chắn nhà họ Thần sẽ đại chiến với Trấn tộc. Nét mặt Trấn Thiên không chút cảm xúc, nhà họ Thần của ông có thể bỏ qua cho Diệp Quân không? Thần Võ trầm giọng đáp, có thể thương lượng. Trấn Thiên lạnh lùng nói, ông nghĩ ta tin ông chắc. Thần Võ nhìn chằm chằm Trấn Thiên, rốt cuộc điều gì đã khiến ông ủng hộ hắn? Trấn Thiên bình tĩnh nói, Diệp công tử có thể xem như một nửa người của Trấn tộc ta. Thần Võ lập tức nhíu mày, ngay sau đó dường như ông ta nghĩ ra điều gì nên lập tức sững sờ, liên hôn. Trấn Thiên gật đầu, đoán đúng rồi. Dứt lời ông ta cũng không nói nhảm nữa, lập tức xông về phía Thần Võ. Sắc mặt Thần Võ vô cùng khó coi, ông ta không ngờ nhà họ Trấn lại liên hôn với Diệp Quân. Lúc này ông ta không nhịn được thầm mắng trong lòng, hệ thống tình báo của nhà họ Thần làm cái quái gì vậy? Sao không nhận được chút tin tức nào cả thế? Đương nhiên ông ta không biết chuyện liên hôn này là Trấn Thiên vừa nghĩ ra, còn chưa kịp nói. Bên ngoài, cao thủ nhà họ Thần dẫn đến đều là những cao thủ hàng đầu, vì bọn họ không muốn cho Diệp Quân bất cứ cơ hội nào. Nhưng lúc này bọn họ ở trong địa bàn của Trấn tộc,
điều quan trọng nhất là Trấn tộc cũng đánh rất nghiêm túc, không chỉ khởi động trận pháp mà còn điều động cả cao thủ tinh anh trong tộc. Vì thế sau một lúc giao thủ, cao thủ của nhà họ Thần nhanh chóng thua trận, lần lượt bị giết chết. Thần Tuyết không ra tay, vì lúc này cô ta có ra tay cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Thần Tuyết đột nhiên nhìn Diệp Quân phía xa, Diệp công tử, có thể thương lượng không? Trấn Nam Tuyết im lặng nhìn Thần Tuyết. Đương nhiên cô ta biết Thần Tuyết, cùng một lứa tuổi, đều là con gái, còn cùng xuất thân từ gia tộc lớn, hai người họ từng tiếp xúc không ít lần. Chẳng lẽ Thần Tuyết cô nương này và Diệp công tử? Không biết nghĩ đến điều gì, Trấn Nam Tuyết quay đầu nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân cười nói với Thần Tuyết cô nương, cô dẫn nhiều người đến tìm ta như thế là vì thương lượng với ta sao? Thần Tuyết trầm giọng hỏi lại lần nữa, Diệp công tử, thật sự không thể thương lượng à? Diệp Quân lắc đầu, vào thời điểm lần trước chúng ta có thể thương lượng, nhưng bây giờ ta cảm thấy không cần thiết nữa. Thần Tuyết nhìn Diệp Quân, không nói một lời. Mà lúc này người bên cạnh cô ta đã chết gần hết. Cô ta hoàn toàn không có khả năng thoát thân. Vì lần này có quá ít người đến. Thần Tuyết cười châm chọc, cô ta không ngờ mình lại phải chết ở nơi này. Mà lúc này tình huống bất ngờ xuất hiện, thời không trước mặt cô ta chợt rách ra, sau đó một sức mạnh đáng sợ đột nhiên dâng trào, các cao thủ Trấn tộc xung quanh lập tức bị sức mạnh này làm liên tục lùi lại. Cùng lúc đó một lốc xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện cuốn Thần Tuyết và các cao thủ còn lại của nhà họ Thần đi. Thấy cảnh này, Diệp Quân cau mày. Một trưởng lão Trấn tộc bên cạnh Diệp Quân trầm giọng nói, là Thần Khởi, tộc trưởng của nhà họ Thần đích thân ra tay rồi. Tộc trưởng nhà họ Thần. Diệp Quân nhìn về phía lốc xoáy kia, trong lốc xoáy có một hư ảnh lặng lẽ ngưng tụ, theo hư ảnh ngưng tụ, nhưng hơi thở đáng sợ cũng tản ra khắp xung quanh. Tinh hà rung động. Thần Khởi. Thần Khởi nhìn xuống Diệp Quân, nhà họ Thần chắc chắn sẽ giết chết ngươi, Thần Nhất có sống lại cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Diệp Quân ở bên dưới đối mặt với Thần Khởi mà không hề có vẻ yếu thế, hắn cười nói, hoan nghênh bất cứ lúc nào. Thần Khởi khẽ gật đầu, chúng ta cứ đợi mà xem. Dứt lời ông ta xoay người vung tay áo. Một thời không bí ẩn chợt rách ra, Trấn Thiên và Thần Võ đang chiến đấu lập tức dừng lại. Thần Võ lùi về bên cạnh Thần Khởi. Thần Khởi nhìn Trấn Thiên, bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Thần ta tuyên chiến với Trấn tộc, không chết không ngừng. Dứt lời, ông ta dẫn theo mấy người nhóm Thần Võ biến mất trong lốc xoáy kia. Không chết không ngừng. Mấy cao thủ Trấn tộc đang có mặt đều im lặng. Ba thế lực lớn sống trong hòa bình biết bao nhiêu năm, lần này cuối cùng cũng không yên ổn được nữa. Trấn Thiên đột nhiên nói, Diệp công tử, mời đi theo ta. Dứt lời ông ta xoay người rời đi. Diệp Quân gật đầu rồi đi theo sau. Mọi người xung quanh cũng vội vàng đuổi theo. Hai thế lực siêu cấp đối đầu trực diện không phải là chuyện nhỏ. Mọi người trở về điện nghị sự một lần nữa, Trấn Thiên nhìn về phía Diệp Quân, Diệp công tử, bắt đầu từ bây giờ cậu không thể rời khỏi Trấn tộc được nữa. Diệp Quân đang muốn nói gì đó thì Trấn Thiên tiếp tục, ta biết bên cạnh cậu có một cao thủ tuyệt thế đi cùng, nhưng cậu phải hiểu một người khó chống lại nhiều người, nếu ác thú kia bị giữ chân thì đến lúc đó cậu sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Quân nhẹ nhàng gật đầu, ta hiểu. Dựa vào việc Thần Võ và Thần Khởi ra tay khi nãy. Hắn biết tuy bây giờ kiếm đạo của hắn đã có thần tính, nhưng hắn vẫn không thể thẳng được cao thủ cấp bậc kia. Trấn Thiên lại nói, việc chúng ta phải làm bây giờ là khiến khu vực cổ hoang chịu ngồi yên. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, giữa ta và bọn họ cũng có thủ oán. Trấn Thiên gật đầu, ta biết, có mâu thuẫn với Bắc Tể Yêu Vương đúng không? Diệp Quân đáp, phải. Trấn Thiên cười nói, nhưng khu vực cổ hoang có tới 4 vị yêu vương. Diệp Quân hơi nghi ngờ, bọn họ hành động riêng lẻ à? Trấn Thiên gật đầu, phải, chỉ cần yêu thần không ra tay với cậu thì vị yêu vương nào cũng không thể đại diện cho toàn bộ khu vực cổ hoang được. Diệp Quân cất lời, ý của tiền bối là chúng ta sẽ đi liên hệ với mấy vị yêu vương khác. Trấn Thiên trầm giọng nói, Trấn tộc ta đại chiến với nhà họ Thần, thái độ của khu vực cổ hoang cực kỳ quan trọng, nếu bọn họ ủng hộ chúng ta thì nhà họ Thần chắc chắn sẽ thua. Nhưng nếu bọn họ ủng hộ nhà họ Thần thì Trấn tộc chúng ta chắc chắn sẽ không đấu lại được. Vì thế chúng ta nhất định phải có được sự ủng hộ của khu vực cổ hoang,
nếu không được thì ít nhất cũng phải khiến bọn họ làm một kẻ đứng ngoài cuộc. Diệp Quân nói, nếu ta là yêu thần chắc chắn ta sẽ chọn khoanh tay đứng nhìn làm ngư ông đắc lợi. Trấn Thiên gật đầu, phải, theo lẽ thường thì sẽ là như thế, nhưng nếu nhà họ thần đến tìm bọn họ, còn dùng lợi ích để lôi kéo bọn họ thì sao? Diệp Quân im lặng. Trấn Thiên nhìn hắn, Diệp Tiểu Hữu, chúng ta phải đích thân đi tới khu vực cổ hoang một chuyện để gặp vị yêu thần kia. Diệp Quân gật đầu, được. Trấn Thiên lập tức nói, ba người chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Diệp Quân hơi nghi ngờ, ba người. Trấn Thiên cười giải thích, cả Nam Tuyết nữa. Trấn Nam Tuyết hơi ngạc nhiên nhìn về phía Trấn Thiên, cực kỳ khó hiểu. Nhưng Trấn Thiên lại không nói gì cả mà lập tức dẫn theo hai người cùng biến mất ở vị trí ban đầu. Không lâu sau đó cả ba đến chỗ một trận pháp dịch chuyển, sau khi tiến vào trận pháp dịch chuyển, ba người nhanh chóng xuất hiện trước một dãy núi miên man. Trấn Thiên nhìn dãy núi không nhìn ra điểm cuối trước mắt, khẽ nói, dãy núi cổ hoang. Diệp Quân hơi tò mò, tiền bối có quen vị yêu thần này không? Trấn Thiên lắc đầu, không quen. Diệp Quân sửng sốt, không quen á. Trấn Thiên gật đầu, nhưng tiên tổ của ta thì có quen. Sắc mặt Diệp Quân hơi thay đổi, vị yêu thần này đã sống bao lâu rồi vậy? Trấn Thiên nói, theo lẽ thường thì yêu tộc không quá có khả năng tham gia vào trận chiến này, nhưng ta sợ nhà họ thần sẽ đến lôi kéo bọn họ, vì thế dù thế nào chúng ta cũng phải đến đây một chuyến. Dứt lời ông ta lắc đầu cười khẽ, không thể không nói hiện tại yêu tộc rất sung sướng, vì bọn họ hoàn toàn có thể ngồi im ra giá. Diệp Quân hơi ngại ngùng, tiền bối, lần này đã khiến Trấn tộc. Trấn Thiên lắc đầu, chuyện này không liên quan đến cậu, đây là quyết định của Trấn tộc chúng ta. Diệp Quân im lặng. Hắn biết Trấn tộc làm như thế đương nhiên không chỉ vì quyển sổ kia, nhưng cũng bình thường thôi, hắn và Trấn tộc không quen không biết, tại sao người ta phải giúp hắn chứ? Lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Hư ảnh nhìn chằm chằm ba người nhóm Diệp Quân, người đến là ai? Trấn Thiên đáp, tộc trưởng Trấn Thiên của Trấn tộc đến thăm hỏi yêu thần. Trấn tộc, hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành một ông lão hơi chắp tay rồi nói, Trấn tộc trưởng, yêu thần không ở thế giới này. Trấn Thiên nhíu mày, không ở thế giới này. Ông lão gật đầu, đúng thế. Trấn Thiên trầm giọng hỏi, có thể liên lạc được với yêu thần không? Ông lão nghiêm túc đáp, chỉ có yêu nguyệt đại nhân mới có thể liên lạc được. Yêu nguyệt. Trấn Thiên lại nói, có thể thông báo cho yêu nguyệt đại nhân không? Ông lão thoáng do dự, sau đó gật đầu xoay người rời đi. Nếu là người khác đương nhiên ông ta sẽ không đi thông báo, phải biết rằng dưới tình huống yêu thần không có ở đây, rất nhiều chuyện ở khu vực cổ hoang hiện tại đều cho yêu nguyệt đại nhân xử lý. Vì thế địa vị của yêu nguyệt đại nhân ở yêu tộc cực kỳ cao quý, dù là bốn thần vương gặp bà ta cũng phải hành lễ. Trấn Thiên đột nhiên nói, Tiểu Hữu đã từng gặp thần nhất chưa? Diệp Quân gật đầu, từng gặp một lần. Trấn Thiên cười khẽ, năm đó những đệ tử tín đồ kia của ông ta vì tranh đoạt truyền thừa mà có thể nói là đánh nhau đến mức sứt đầu mẻ trán, ngay cả vũ trụ thần nhất cũng chia năm xẻ bảy. Không ngờ cuối cùng truyền thừa này lại rơi vào tay cậu, chắc chắn đám ngụy thần ở chúng thần điện sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu đúng không? Diệp Quân gật đầu, ta từng đánh nhau với bọn họ mấy lần. Nhưng không biết vì sao gần đây bọn họ lại không có hành động gì cả. Trấn Thiên lắc đầu, không phải không có hành động mà là đang chờ đợi, đợi cậu chiến đấu với khu vực cổ hoang và nhà họ thần. Diệp Quân nhìn về phía Trấn Thiên, tiền bối cũng biết đến chúng thần điện này sao? Trấn Thiên gật đầu, đương nhiên là biết, phải biết rằng năm đó sau khi thần nhất vùng lên, thực lực của đạo điện do ông ấy sáng lập rất lớn mạnh, không thua kém gì mấy nhà chúng ta. Lúc đó toàn bộ vũ trụ có bốn thế lực siêu cấp, mà sau khi thần nhất qua đời, trật tự vũ trụ mà ông ấy tự tay sáng lập cũng sụp đổ. Nói đến đây ông ta nhẹ nhàng lắc đầu, thật sự đúng với câu nói của người xưa là lòng người dễ đổi thay mà. Diệp Quân cũng thầm cảm thán, có lẽ bản thân thần nhất cũng không ngờ ông ấy vừa chết, những người mà ông ấy dẫn dắt đã ngay lập tức phản bội. Trấn Thiên lại nói, từ sai khi thần nhất chết, những người kia đều muốn trở thành thần nhất tiếp theo. Vì thế tự phong bản thân là thần, tiếc là không một ai có thể sánh bằng thần nhất, cuối cùng còn vì truyền thừa của thần nhất mà ra tay tàn nhẫn. Nói đến đây ông ta nhìn Diệp Quân, Huyền Tông kia có từng đến tìm cậu không?
Diệp Quân lắc đầu. Huyền Tông. Hắn từng nghe Mộc Nguyên nhắc tới, sau thần nhất, đối phương là vị thần mạnh nhất trong thần điện. Trấn Thiên lắc đầu, không đến tìm thì tốt, thực lực của người này cũng không thể coi thường đâu. Diệp Quân nói, tiền bối sợ nhà họ Thần đến tìm thần điện à? Trấn Thiên gật đầu, chắc chắn bọn họ sẽ đi, nhưng không biết cuối cùng thần điện này sẽ đưa ra lựa chọn thế nào. Diệp Quân nhìn thoáng qua Trấn Thiên, thật sự thì hắn hơi ngạc nhiên, vì tiền bối trước mắt thật sự suy nghĩ rất xa. Đối phương đã suy nghĩ tường tận kẻ thù hiện tại và kẻ thù tiềm ẩn của Diệp Quân rồi. Lo xa nghĩ rộng. Lúc này ông lão vừa tời đi trước đó xuất hiện trước mặt ba người một lần nữa. Ông lão cất lời, mời ba vị. Trấn Thiên gật đầu, phiền ông dẫn đường. Dưới sự hướng dẫn của ông lão, ba người đi vào chỗ sâu trong khu vực cổ hoang. Sau khi đi qua vô số dãy núi, ba người đi sâu vào trong một cánh rừng, cây cối ở đây cao đến vạn trượng che khuất ánh mặt trời. Nhưng vẫn có chút tia nắng rơi xuống, không quá dày đặc, vì thế ánh sáng trong rừng vẫn vô cùng đầy đủ, cũng không ngột ngạt. Trấn Thiên nhìn xung quanh, trong mắt tràn đầy sự tò mò. Diệp Quân cười nói, đây là lần đầu tiên tiền bối đến đây sao? Trấn Thiên gật đầu, khu vực cổ hoang và chúng ta không qua lại gì với nhau cả, vì thế ta cũng chưa từng đặt chân đến nơi này. Diệp Quân hỏi, tiền bối, thực lực của vị yêu thần kia là 9 phần thần tính sao? Trấn Thiên lắc đầu, không rõ. Diệp Quân lại hỏi, thực lực tiên tổ của Trấn tộc thế nào? Trấn Thiên trầm giọng đáp, vô hạn gần đến 9 phần thần tính. Diệp Quân hơi kinh ngạc, vô hạn gần đến 9 phần thần tính. Trấn Thiên gật đầu, muốn đạt đến 9 phần thần tính thật sự quá khó khăn, mà từ trước đến giờ, ta nghe nói, chỉ có thần nhất và mấy vị cao thủ tuyệt thế trước đây ở khu vực tiên linh đạt đến 9 phần thần tính thôi. Diệp Quân chợt nói, tiền bối từng nghe nói đến tông chủ của quá khứ tông không? Trấn Thiên cau mày, tông chủ quá khứ tông? Diệp Quân gật đầu, phải. Trấn Thiên lắc đầu, chưa từng. Diệp Quân hơi nghi ngờ. Phải biết rằng tông chủ của quá khứ tông này là cao thủ tuyệt thế 9 phần thần tính, sao lại không nổi tiếng gì cả vậy? Lúc này Trấn Nam Tuyết bên cạnh chợt cất lời, Diệp công tử đến từ Tuế Nguyệt Trường Hà, tông chủ quá khứ tông này cũng đến từ nơi đó sao? Diệp Quân gật đầu, phải. Trấn Nam Tuyết gật nhẹ đầu, thế cũng là bình thường, vì chúng ta không hiểu biết nhiều về các thế lực trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Trấn Thiên nhìn Diệp Quân, đang muốn hỏi gì đó thì lúc này, ông lão phía xa chợt dừng lại. Ba người nhóm Diệp Quân nhìn về hướng đó, trên một gốc cây thần ở phía xa có một người phụ nữ đang ngồi, trước mặt người phụ nữ là một hồ nước nhỏ, người phụ nữ mặc váy dài màu xanh nhạt, hai chân đặt trong hồ nước nhẹ nhàng đung đưa. Yêu Nguyệt. Diệp Quân nhìn về phía người phụ nữ y không khác loài người là mấy, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần như không đến từ nhân gian, không thể nhìn ra bà ta là yêu thú, khiến hắn cảm thấy hơi nghi ngờ. Vì chỉ cần nhìn kỹ thì cũng sẽ phát hiện dù là ác thú thường ẩn mình trong loài người như nhị nha vẫn có khác biệt so với người bình thường. Trấn Thiên chợt cất lời, Yêu Nguyệt cô nương. Yêu Nguyệt hờ hững nhìn Trấn Thiên. Sau đó cười nói, Trấn Thiên tộc trưởng đúng là có bản lĩnh, dốc hết khả năng của gia tộc để đi nước cờ này, thật ghê gớm. Giọng nói của bà ta rất nhẹ nhàng, trong trẻo và sạch sẽ. Trấn Thiên cười nói, có lẽ Yêu Nguyệt đại nhân đã biết mục đích ta đến đây rồi. Yêu Nguyệt gật đầu, biết. Dứt lời, bà ta đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân, người có biết chủ nhân bút đại đạo không? Diệp Quân sửng sốt. Chủ nhân bút đại đạo. Thấy vẻ mặt của Diệp Quân, Yêu Nguyệt mỉm cười nói, xem ra là ngươi biết. Diệp Quân gật đầu, sau đó hỏi, ta biết, Yêu Nguyệt đại nhân cũng quen chủ nhân bút đại đạo sao? Yêu Nguyệt khẽ mỉm cười, biết chứ, rất nhiều năm trước từng gặp một lần. Diệp Quân gật đầu, hắn không nói gì nhưng trong lòng lại hơi kinh ngạc, chủ nhân bút đại đạo này lợi hại đấy, khắp nơi đều có người quen, không hổ danh kẻ du thủ du thực đứng đầu vũ trụ. Chủ nhân bút đại đạo. Yêu Nguyệt lại nói, ngươi là người mà ông ta chọn ư? Diệp Quân nhìn về phía Yêu Nguyệt, ông ta từng nói gì với tiền bối sao? Yêu Nguyệt mỉm cười, từng nói mấy câu. Diệp Quân hơi tò mò, nói gì vậy à? Yêu Nguyệt thu hồi tầm mắt nhìn về phía hồ nước trước mặt, cười nói, các ngươi đến đây là vì chuyện với nhà họ Thần đúng không? Trấn Thiên gật đầu, phải.
Yêu Nguyệt bình tĩnh nói, các ngươi yên tâm, lần này khu vực cổ hoang chúng ta sẽ không nhúng tay vào. Trấn Thiên nhất thời thấy nhẹ nhõm hơn một chút, đương nhiên nhiều hơn thế là cảm giác tò mò, thật ra ông ta cũng từng nghe nói đến chủ nhân bút đại đạo mà Yêu Nguyệt đại nhân trước mắt nhắc tới, nghe đồn đó là người đến gần đại đạo nhất, nhưng ông ta chưa từng gặp đối phương. Lúc này Yêu Nguyệt lại nói, Diệp công tử, có thể nói chuyện riêng một lúc không? Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Trấn Thiên và Trấn Nam Tuyết nhìn nhau, sau đó lùi về sau một chút. Ông lão ở sau lưng Yêu Nguyệt cũng chậm rãi lui xuống. Nơi này chỉ còn lại hai người. Yêu Nguyệt quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, quyển sổ kia của thần nhất đang ở chỗ ngươi à? Diệp Quân gật đầu. Yêu Nguyệt cười nói, không chỉ chủ nhân bút đại đạo chọn ngươi mà cả ông ấy cũng chọn ngươi, có thể cho ta biết lý do không? Diệp Quân bình tĩnh nói, có lẽ vì người nhà của ta rất mạnh. Thật ra hắn hiểu rất rõ bản thân. Chủ nhân bút đại đạo và thần nhất chọn hắn chắc chắn không phải vì hắn có thiên phú yêu nghiệt, hai người này cảm thấy hắn có thể thành công là vì người đứng sau hắn mạnh. Nếu không dù là người có yêu nghiệt đến mấy, e rằng hai người này cũng không thèm nhìn lấy một cái. Vì thiên tài và yêu nghiệt hai người họ từng gặp thật sự quá nhiều rồi. Yêu Nguyệt im lặng nhìn Diệp Quân. Diệp Quân cười nói, Yêu Nguyệt đại nhân còn muốn hỏi gì không? Yêu Nguyệt cất lời, người đã xem quyển sổ kia chưa? Diệp Quân lắc đầu. Yêu Nguyệt lại hỏi, người nhà ngươi cũng chưa xem à? Diệp Quân nhìn Yêu Nguyệt, hình như họ không cần. Yêu Nguyệt nhìn Diệp Quân, đương nhiên hiểu ý của hắn. Hai người cứ đối mặt nhau như thế. Một lát sau, Yêu Nguyệt đột nhiên cười nói, Diệp công tử, cậu thật sự rất tự tin. Cậu phải biết dù là người chủ nhân bút đại đạo và thần nhất chọn cũng không có nghĩa là cậu có thể tự tin như thế. Diệp Quân lắc đầu, xem ra Yêu Nguyệt đại nhân cũng không biết được quá nhiều. Yêu Nguyệt cười nói, người muốn nói với ta người có một chỗ dựa rất mạnh mẽ sao? Diệp Quân sửa lại cho đúng, là mấy chỗ dựa? Tiểu tháp. Yêu Nguyệt nhìn Diệp Quân, nụ cười trên mặt dần biến mất. Diệp Quân nghiêm túc nói, Yêu Nguyệt đại nhân. Ta hiểu ý của bà là ta không có tư cách tự tin như thế trước mặt bà, ta nên có thái độ nhún nhường với bà một chút, cũng phải hạ mình một chút, kính trọng bà một chút, nhưng ta cảm thấy làm người phải có qua có lại, bà tôn trọng ta đương nhiên ta cũng sẽ tôn trọng bà, nhưng ta sẽ không nhún nhường, vì ta cũng không xin xỏ bà cái gì. Dứt lời, hắn im lặng một lúc rồi mới nói tiếp, không ai xin xỏ ai cái gì, vai vế ngang nhau. Yêu Nguyệt cười nói, không xin xỏ ta cái gì. Vậy lần này ngươi đến đây làm gì? Diệp Quân đáp, lần này ta đến đây là mong có thể chung sống hòa bình với khu vực cổ hoang, trong lòng ta không muốn trở thành kẻ thù với khu vực cổ hoang, đương nhiên nếu khu vực cổ hoang cứ muốn đối đầu với ta cũng chẳng sao cả. Hửm! Yêu Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân, ánh nhìn này kéo theo hơi thở yêu thú đáng sợ như hàng chục nghìn ngọn núi lớn lập tức đè về phía Diệp Quân. Trong nháy mắt, Diệp Quân cảm thấy rất ngạt thở. Nhưng sau đó, một kiếm ý đáng sợ đã dâng trào từ trong cơ thể của Diệp Quân, kiếm ý này lập tức ngăn chặn hơi thở yêu thú kia. Hả? Thấy kiếm ý của Diệp Quân có thể ngăn cản được hơi thở yêu thú của mình, trong mắt Yêu Nguyệt lóe lên vẻ ngạc nhiên, sau đó bà ta chợt đứng dậy. Yêu Nguyệt vừa mới đứng dậy, một hơi thở yêu thú càng mạnh mẽ hơn đã lập tức chèn ép Ellen người Diệp Quân. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, không có bất cứ sức mạnh dao động nào. Nhưng Diệp Quân lại cảm thấy cơ thể như sắp nổ tung. Diệp Quân siết chặt hai tay, trong nháy mắt hai loại sức mạnh huyết mạch đồng thời thức tỉnh, sau đó kiếm ý đi cùng với hai sức mạnh huyết mạch ngăn cản hơi thở yêu thú kia. Nhưng sắc mặt của hắn cũng trở nên tái mét. Yêu Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Quân, quả nhiên không tầm thường. Dứt lời bà ta xoay tay phải, sau đó đè về phía Diệp Quân. Động tác này khiến sức mạnh huyết mạch và kiếm ý của Diệp Quân lại bị trấn áp một lần nữa, sức mạnh khủng khiếp đè đến mức hắn cong cả eo, không chỉ có thể mà hai đầu gối của hắn cũng chậm rãi cong xuống. Yêu Nguyệt nhìn Diệp Quân, trên mặt không hề có ý cười. Bà ta cảm thấy phải cho người trẻ tuổi trước mắt một bài học, để hắn biết trời cao đất dày. Diệp Quân siết chặt hai tay, kiếm ý và sức mạnh huyết mạch trong cơ thể anh liên tục tuôn ra. Nhưng khí thế mà Yêu Nguyệt kia tản ra thật sự quá mạnh, dù là hai loại sức mạnh huyết mạch kết hợp với kiếm ý vô địch vẫn không thể chống lại nó. Người Diệp Quân ngày càng cong xuống,
không chỉ thế mà hai chân hắn cũng cong theo, gần như sắp quỳ xuống đất. Đúng vào lúc này, Diệp Quân đột nhiên nổi giận, sau đó những kiếm ý vô địch trước mặt hắn trực tiếp biến thành một thanh ý kiếm chém tới. Chuyển thủ thành công. Kiếm chém ra, vô số sức mạnh chèn ép lên người Diệp Quân khiến cơ thể hắn nứt ra, mà ý kiếm của hắn cũng lập tức chém tới trước mặt Yêu Nguyệt. Theo một tia kiếm quang bùng nổ, Yêu Nguyệt liên tục lùi lại mấy trăm trượng, thời không xung quanh bà ta cũng nứt ra vào thời khắc này. Tiếng động ở đây lập tức thu hút vô số yêu thú, chẳng mấy chốc những hơi thở yêu thú đáng sợ đã lập tức ùn ùn kéo đến rồi lan ra bốn phương tám hướng. Mà lúc này, Yêu Nguyệt vừa mới dừng kia chợt vẫy tay, những hơi thở yêu thú kia lập tức rút lui như thủy triều. Mà lúc này, Trấn Thiên và Trấn Nam Tuyết cũng xuất hiện, khi nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Quân, sắc mặt hai người đồng loạt thay đổi. Lúc này, da trên người Diệp Quân nứt ra, chỉ còn lại mỗi linh hồn, hơn nữa linh hồn còn cực kỳ hư ảo. Trấn Nam Tuyết lập tức quay đầu nhìn về phía Yêu Nguyệt, nói bằng giọng giận dữ, Yêu Nguyệt đại nhân, đây là cách mà bà tiếp khách à? Yêu Nguyệt lạnh lùng nhìn Trấn Nam Tuyết, ta làm việc còn cần ngươi dạy sao? Trấn Nam Tuyết vô cùng phẫn nộ, đang định cãi lại thì bị Trấn Thiên ở bên cạnh ngăn cản, ông ta nhìn về phía Yêu Nguyệt, bà có ý gì? Yêu Nguyệt bình tĩnh đáp, dạy dỗ vị Diệp công tử này làm người. Trấn Thiên cau mày. Lúc này Yêu Nguyệt lại nói, sao nào Trấn Thiên tộc trưởng, ông định ra tay với ta ư? Ông phải nghĩ cho kỹ vào. Nếu ông ra tay với ta ở nơi này thì có nghĩa là ông tuyên chiến với khu vực cổ hoang. Tuyên chiến. Sắc mặt Trấn Thiên u ám, không nói một lời. Nếu là trước đây ông ta sẽ không bỏ qua cho Yêu Nguyệt này, vì Trấn tộc thật sự không sợ khu vực cổ hoang, nhưng bây giờ nhà họ Thần đã tuyên chiến với Trấn tộc. Nếu lúc này Trấn tộc còn gây thù với khu vực cổ hoang thì chẳng khác nào trước sau đều có địch, cực kỳ bất lợi với Trấn tộc. Nghĩ thế, Trấn Thiên chỉ có thể đè xuống cơn giận trong lòng, ông ta chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quân, tỏ ý xin lỗi Diệp công tử, ta không ngờ bà ta sẽ đột nhiên ra tay với cậu. Diệp Quân hơi lắc đầu, không liên quan đến ông. Dứt lời hắn ngẩng đầu nhìn Yêu Nguyệt phía xa, mà thúc này Yêu Nguyệt cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trấn Thiên đột nhiên kéo tay Diệp Quân, lắc đầu với hắn, dùng huyền khí truyền âm, Diệp công tử, trượng phu phải linh hoạt, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi tính sau. Ngao Thiên Thiên cũng chợt lên tiếng, đừng ra tay ở đây, nếu ra tay sẽ liên lụy đến hai cha con này. Diệp Quân im lặng, đương nhiên hắn có khả năng đánh một trận, dẫu sao Ngao Thiên Thiên, Nhị Nha và Tiểu Bạch đều đang ở đây. Nhưng nếu ra tay thì sẽ liên lụy đến Trấn Thiên và Trấn Nam Tuyết trước mắt. Khiến hai người họ rơi vào bước đường cùng, vì đây là địa bàn của yêu tộc. Nghĩ vậy Diệp Quân nhìn về phía Trấn Thiên, tiền bối, chúng ta đi thôi. Trấn Thiên thở phào nhẹ nhõm, ông ta cũng sợ Diệp Quân ra tay ở đây, nếu Diệp Quân thật sự làm thế thì bọn họ sẽ rơi vào thế khó. Phải biết rằng hiện tại họ chỉ có ba người, mà nơi này còn là địa bàn của Yêu Nguyệt, một khi ra tay bọn họ muốn trốn cũng không trốn được. Trấn Thiên không nghĩ nhiều nữa. Ông ta kéo tay Diệp Quân, chúng ta đi thôi. Dứt lời ông ta dẫn theo Diệp Quân và Trấn Nam Tuyết biến mất khỏi nơi này. Yêu Nguyệt nhìn ba người Diệp Quân đi khuất ở nơi chân trời, trong mắt bà ta có ánh sáng lóe lên. Lúc này bên cạnh đột nhiên có một người đàn ông trung niên chậm rãi xuất hiện, người đó chính là Bắc Tề Vương. Bắc Tề Vương cất giọng nặng nề, Yêu Nguyệt phu nhân vì sao không giữ bọn họ lại. Yêu Nguyệt lắc đầu. Nếu chúng ta giết bọn họ ở đây thì Trấn tộc sẽ làm gì? Chắc chắn bọn họ sẽ trả thù khu vực cổ hoang một cách điên cuồng, vì thế sao không để bọn họ trở về liều mạng với nhà họ Thần chứ? Như thế đợi đến lúc hai bên đều thương tổn, khu vực cổ hoang lại xuất hiện làm ngư ông đắc lợi chẳng phải tốt hơn à? Bắc Tề Vương im lặng. Lão ta biết những gì Yêu Nguyệt làm là có lợi cho khu vực cổ hoang nhất, nhưng suy nghĩ thật sự trong lòng lão ta là giữ ba người Diệp Quân lại nơi này. Vì đây là cơ hội tốt nhất của bọn họ. Yêu Nguyệt quay đầu nhìn Bắc Tề Vương đang im lặng, Bắc Tề Vương vội vàng hoàn hồn, sau đó nói, Yêu Nguyệt đại nhân tính toán chu đoán, tại hạ bái phục. Yêu Nguyệt cười khẽ, Bắc Tề Vương đừng nói mấy lời sáo rỗng này nữa, lui xuống đi. Tập trung chú ý Trấn tộc và nhà họ Thần. Bắc Tề Vương gật nhẹ đầu rồi xoay người đi. Yêu Nguyệt nhìn chân trời phía xa, nở nụ cười khinh thường, có mấy chỗ dựa à. Buồn cười. Dứt lời,
bà ta muốn xoay người đi, nhưng lúc này sau lưng bà ta đột nhiên vang lên một tiếng bước chân. Yêu Nguyệt cau mày xoay người nhìn lại, cách đó không xa có một người phụ nữ mặc váy trắng đang đi tới. Quỳ xuống. Nhìn người phụ nữ váy trắng đi đến trước mặt, Yêu Nguyệt lập tức nhíu mày. Sao đối phương có thể tiến vào nơi này? Kỳ lạ quá. Nhưng Yêu Nguyệt cũng không thấy sợ hãi, vì nơi này là khu vực cổ hoang, là địa bàn của bà ta. Yêu Nguyệt nhìn chằm chằm người phụ nữ váy trắng, ngươi là ai? Người phụ nữ vẫn chậm rãi đi về phía Yêu Nguyệt, một trong những chỗ dựa mà thiếu niên khi nãy nói. Yêu Nguyệt hơi sửng sốt, sau đó cười nói, nếu vậy ngươi đến để đòi lại công bằng cho thiếu niên kia à? Người phụ nữ đột nhiên nâng tay phải rồi nhẹ nhàng đè xuống, môi đỏ khẽ mở quỳ xuống. Bịch! Trong nháy mắt, Yêu Nguyệt còn chưa kịp phản ứng đã thấy hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống đất. Lúc này Yêu Nguyệt như bị sét đánh trúng, đầu óc trở nên trống rỗng. Sao có thể chứ? Yêu Nguyệt nhìn người phụ trước mặt với vẻ khó tin. Lúc này, bà ta hoàn toàn ngơ ngác. Người phụ nữ nhìn xuống Yêu Nguyệt đang quỳ dưới đất bằng khuôn mặt lạnh lùng như đang nhìn một con kiến, hắn cần phải khom lưng uốn gối với ngươi à? Ngươi có tư cách khiến hắn phải khom lưng uốn gối sao? Sắc mặt Yêu Nguyệt trắng như tờ giấy, cảm giác sợ hãi lan tràn trong lòng tựa như thủy triều. Lúc này bà ta mới thật sự hiểu thì ra chỗ dựa chân chính của thiếu niên này không phải chủ nhân bút đại đạo và thần nhất. Hóa ra mình mới chính là chú hề. Yêu Nguyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này, tất cả tự tin và niềm tin của bà ta đều đã sụp đổ. Phải biết rằng bà ta là một cao thủ bảy phần thần tính đỉnh cao, mà bà ta lại không hề có khả năng đánh trả trước mặt người phụ nữ này. Thực lực của người trước mắt ít nhất cũng phải là tám phần thần tính. Nhưng điều khiến bà ta thấy nghi ngờ là vì sao mình chưa từng nghe danh người trước mắt. Yêu Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ váy trắng, cố đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, khu vực cổ hoang muốn thương lượng với các hạ. Tuy thực lực thua xa người phụ nữ trước mặt, nhưng bà ta vẫn còn chút niềm tin, vì sau lưng bà ta là khu vực cổ hoang. Nhưng người phụ nữ trước mặt lại nói thẳng, ta có thể nói chuyện với thằng bé, nhưng với ngươi, ta không muốn. Sau đó bà ấy vung tay áo. Yêu Nguyệt lập tức bị giết chết. Biến mất một cách im hơi lặng tiếng. Ngay cả thành viên của yêu tộc cũng không phát hiện Yêu Nguyệt đại nhân của bọn họ đã không còn nữa. Người phụ nữ váy trắng xoay người rời đi. Nơi này như chưa từng xảy ra chuyện gì. Yêu Nguyệt. Chúng thần điện, vũ trụ thần nhất. Hôm nay có một người đàn ông trung niên dẫn theo một cô gái đi tới chúng thần điện, chính là thần võ và thần tuyết. Mà lần này đương nhiên bọn họ đến để lôi kéo chúng thần điện. Nếu chỉ có một mình Diệp Quân đương nhiên bọn họ không cần kéo bè kéo cánh, nhưng vấn đề là bây giờ chấn tộc đã công khai đứng về phía Diệp Quân, vì thế bọn họ không thể không tìm mấy người bạn đồng minh. Mà chúng thần điện có thủ với Diệp Quân, đương nhiên là đối tượng lôi kéo tốt nhất. Hai người đi tới trước chúng thần điện, thần võ nhìn chúng thần điện trước mặt, trong mắt lộ vẻ phức tạp thần nhất. Chúng thần điện trước mắt là do thần nhất gây dựng trước đây, mà thần nhất lại là tiên tổ của nhà họ thần, cũng là tiên tổ mạnh nhất từ trước đến nay, hơn cả người lập nên gia tộc. Tiếc là thiên tài yêu nghiệt như thế lại có ngăn cách với gia tộc, giận dữ rời đi. Nếu thần nhất không rời khỏi nhà họ thần thì nhà họ thần đã vượt qua khu vực tiên linh, trở thành thế lực đứng đầu cả vũ trụ từ lâu rồi. Thần tuyết chợt nói, năm đó sau khi thần nhất rời khỏi nhà họ thần thì có từng trở về không ạ? Thần võ gật đầu, có. Thần tuyết nhìn về phía thần võ nhẹ giọng nói, lần đó ông ấy trở về chỉ là vì mang một vài thứ gì đó đi, mà gia chủ mạnh nhất khi đó hoàn toàn không có sức đánh trả ông ấy. Hơn nữa ông ấy còn từng cảnh cáo nhà họ thần, một ngày ông ấy còn sống, nếu người nào trong nhà họ thần tiến vào vũ trụ thần nhất ông ấy sẽ giết người đó. Thần tuyết im lặng. Không thể không nói chuyện này có hơi châm chọc. Vì lúc trước thần nhất bị nhà họ thần đuổi đi, mà bây giờ nhà họ thần lại muốn hợp tác với thế lực do thần nhất tạo ra. Nhưng cũng hết cách rồi. Vì chuyện này có liên quan đến thịnh suy của nhà họ thần. Hai người nhanh chóng đi vào trong đại điện trống không, ông lão tiếp đón bọn họ cũng chậm rãi lui xuống. Rất lâu sau đó, trong thần điện đột nhiên có một người đàn ông trung niên bước ra. Thần võ nhìn người đàn ông trung niên đang đi đến,
người đàn ông cười khẽ, ta tên Nguyên Thị. Thần Võ gật đầu, thì ra là thị thần. Rõ ràng Nguyên Thị rất hài lòng với cách xưng hô của Thần Võ, nụ cười trên mặt ông ta rất rạng rỡ, các hạ đến đây là vì Diệp Quân kia sao? Thần Võ gật đầu, đúng vậy. Nguyên Thị gật đầu, không dám giấu gì ông, thần chủ chúng ta có lệnh không được gây chuyện với Diệp Quân. Thần Võ thắc mắc, vì sao? Nguyên Thị lắc đầu, không biết. Nét mặt Thần Võ trở nên nặng nề. Lúc này Nguyên Thị lại nói, tuy chúng ta không thể dùng danh nghĩa chúng thần điện xung đột với Diệp Quân, nhưng cá nhân chúng ta thì có thể. Thần Võ hơi ngạc nhiên, nhưng ông ta nhanh chóng hiểu ra. Hiện tại những người này tập trung tại chúng thần điện, tuy bọn họ vẫn xem mình là thần của chúng thần điện, nhưng bọn họ cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Có thể nói sau khi thần nhất chết, chúng thần điện đã hình thành sự chia rẽ, mỗi người đều có một thế lực của riêng mình. Tuy trên danh nghĩa vẫn là chúng thần điện nhưng thần chủ của chúng thần điện đã không ràng buộc gì bọn họ nữa. Nghĩ đến đây trên mặt Thần Võ hiện lên ý cười. Nguyên Thị nói thẳng, chúng ta từng điều tra Diệp Quân đến từ Tuế Nguyệt Trường Hà, rất thân thiết với chủ nhân bút đại đạo và chân thần trong truyền thuyết kia. Thần Võ cau mày, là chân thần của chân vũ trụ ư. Nguyên Thị gật đầu, đúng vậy. Thần Võ im lặng, hơi bất ngờ. Ông ta từng nghe nói đến chủ nhân bút đại đạo và chân thần, chủ nhân bút đại đạo là người đến gần với đại đạo nhất, còn chân thần kia ông ta từng nghe nói nhưng cũng không biết quá nhiều chuyện. Nguyên Thị lại nói, ngoài ra hắn còn có một người bảo vệ nữa. Thần Võ nhìn về phía Nguyên Thị, người bảo vệ. Nguyên Thị gật đầu, là một người phụ nữ váy trắng, không rõ thực lực của người phụ nữ này, nhưng có lẽ ít nhất cũng là 7 phần thần tính trở lên. 7 phần thần tính. Thần Võ nhẹ nhàng gật đầu, vẫn có thể chấp nhận được. Nguyên Thị tiếp tục nói, nhưng ta cũng không biết sư phụ có để lại thủ đoạn gì khác cho hắn không. Sư phụ mà lão ta nói đương nhiên chính là thần nhất. Thần Võ nói, nếu chúng ta liên thủ thì vấn đề lớn nhất không phải chủ nhân bút đại đạo, không phải thần nhất, càng không phải người phụ nữ váy trắng bảo vệ hắn, mà là chấn tộc này, chỉ cần giải quyết được chấn tộc bên kia, muốn giết chết Diệp Quân chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Nguyên Thị lại lắc đầu, ta khuyên các ông đừng coi thường người này có thể phát triển đến hiện tại chỉ trong một khoảng thời gian ngắn là một chuyện không đơn giản. Thần Võ gật đầu, ta hiểu, vì thế nên càng không thể cho hắn thời gian để hắn tiếp tục phát triển. Nguyên Thị hơi gật đầu rồi nói, thế này đi, các ông giữ chân chấn tộc kia, chúng thần điện chúng ta sẽ đi xử lý Diệp Quân và thế lực sau lưng hắn, sau khi xong chuyện thì cùng chia sẻ quyển sổ. Thần Võ cười nói, làm thế có phải hơi không công bằng không? Nguyên Thị lại nói, vậy thế này, chúng ta đi giữ chân chấn tộc, các ông xử lý Diệp Quân và thế lực sau lưng hắn. Thần Võ sửng sốt, hình như hơi không đúng làm. Thần Tuyết thì vẫn đang im lặng nhìn Nguyên Thị. Nguyên Thị nhìn chằm chằm Thần Võ, thế nào đây? Thần Võ không trả lời. Chẳng lẽ người phía sau Diệp Quân còn khó đối phó hơn cả chấn tộc? Làm sao có thể? Thần Tuyết chợt nói, thị thần tiền bối, thế này được không, không cần phải phân chia đối thủ, lúc chúng ta giết Diệp Quân thì chắc chắn chấn tộc hay thế lực sau lưng hắn đều sẽ ra tay, lúc đó chúng ta cùng nhau đối phó. Nguyên Thị nhìn thoáng qua Thần Tuyết, sau đó cười nói, cô bé nhà ngươi thấy vậy mà mưu mô thật đấy. Thần Tuyết cười khẽ không đáp. Nguyên Thị chợt nói, thái độ của khu vực cổ hoang thế nào? Thần Võ trầm giọng nói, thái độ của bọn họ rất mơ hồ. Chúng ta đoán bọn họ muốn ngồi im theo dõi tình hình, sau đó làm ngư ông đắc lợi. Nguyên Thị hơi gật đầu, làm thế cũng là lẽ hiển nhiên. Thần Võ nói, phải, nếu đổi lại là nhà họ Thần chúng ta thì chúng ta cũng sẽ làm như thế. Nguyên Thị nhìn Thần Võ, vậy nhà họ Thần các ông còn muốn đối đầu với chấn tộc, phải biết rằng dù có thắng, cuối cùng các ông vẫn sẽ bị khu vực cổ hoang chèn ép. Thần Võ im lặng. Nguyên Thị cười nói, quyển sổ. Thần Võ gật đầu. Nhà họ Thần nhất định muốn có được quyển sổ của thần nhất, vì thế dù có bẫy bọn họ cũng phải nhảy vào. Nguyên Thị đột nhiên nói, nhưng có lẽ nhà họ Thần vẫn còn giấu chiêu. Lão ta hiểu thế lực lớn như nhà họ Thần không thể nào làm ra chuyện ngu xuẩn như thế được, vì như thế chẳng khác nào lót đường cho người khác. Thần Võ nghiêm túc nói, thị thần, ý đồ của nhà họ Thần chúng ta rất rõ ràng, giết chết Diệp Quân, hai bên cùng chia sẻ quyển sổ. Nguyên Thị im lặng. Thần Võ nói tiếp,
thù oán giữa chúng thần điện với Diệp Quân còn sâu sắc hơn cả chúng ta. Ta xin nói thẳng, nếu tiếp tục để Diệp Quân phát triển, một khi hắn đến cảnh giới thần đạo thì muốn giết hắn, e rằng sẽ phải trả giá thê thảm. Nguyên Thị im lặng một lúc lâu rồi nói, các ông có kế hoạch gì? Thần Võ đáp, chúng thần điện có thể phái ra mấy cao thủ. Nguyên Thị nói, cộng cả ta thì có 5 cao thủ cảnh giới 7 phần thần tính. 5 cao thủ 7 phần thần tính. Đội hình này đương nhiên là rất mạnh. Thần Võ im lặng nói, còn có thể phái thêm mấy người nữa không? Nguyên Thị lắc đầu, 5 người chúng ta vốn phát triển ở Tuế Nguyệt Trường Hà, còn Diệp Quân kia và thế lực gia tộc của hắn đã tiêu diệt thần điện của chúng ta, còn chiếm đoạt địa bàn của chúng ta, vì thế chúng ta có mâu thuẫn không thể hóa giải với hắn. Nhưng những thần khác trong chúng thần điện không có mâu thuẫn gì với hắn cả, cho nên bọn họ đều không muốn đặt chân vào vũng nước đục này. Thần Võ chợt hỏi, vậy thần chủ của các ông thì sao? Nguyên Thị cười nói, bà ấy thì càng không cần nói tới, bà ấy vẫn luôn phản đối chúng ta ra tay với Diệp Quân, vì hắn là người kế thừa của sư phụ. Thần Võ im lặng. Nguyên Thị cười khẽ rồi nói, đương nhiên chúng ta vẫn có một vài thuộc hạ, nhưng ta cảm thấy ngoài cao thủ cảnh giới thần đạo 5 phần thần tính trở nên thì những người khác đến tham gia trận chiến này cũng không hề có chút ý nghĩa nào, không phải sao? Thần Võ gật đầu, 5 người thì 5, cộng với nhà họ Thần chúng ta là đủ rồi. Lúc này Thần Tuyết ở bên cạnh chợt cất lời, người bảo vệ Diệp Quân kia là một người như thế nào? Nguyên Thị nhìn về phía Thần Tuyết, nói tò mò. Nguyên Thị im lặng một lúc lâu mới nói, chúng ta từng phải người đi điều ta, nghe nói trước giờ người phụ nữ kia chưa từng dùng đến chiêu kiếm thứ hai. Thần Tuyết sửng sốt. Nguyên Thị lại cười nói, đương nhiên là cũng hơi nói quá. Hơn nữa nền văn minh võ đạo của vũ trụ Quan Huyên và chân vũ trụ khá thấp, nếu là ta đến đó thì cũng không cần dùng tới chiêu kiếm thứ hai. Chưa từng xuất nhát kiếm thứ hai. Thần Tuyết lại nhíu mày, vì nếu người phụ nữ váy trắng đến từ nền văn minh võ đạo cấp thấp thì sao đối phương có thể đạt đến cảnh giới thần đạo? Trực giác cho cô ta biết người hộ đạo của Diệp Quân chắc chắn không hề đơn giản. Nhưng lúc này cô ta chỉ suy đoán, dĩ nhiên không thể nói ra. Nguyên Thị nói, ta sẽ tiếp tục tìm những vị thần khác, xem thử họ có sẵn lòng tham gia hay không, dù sao đó cũng là ghi chép mà thầy để lại, ta nghĩ rất nhiều vị thần sẽ không từ chối. Thần Võ gật đầu, thế thì tốt quá. Với họ bây giờ càng nhiều người càng tốt. Nguyên Thị bỗng nói, khu vực tiên linh có thái độ thế nào? Khu vực tiên linh? Thần Võ hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu, ta không biết. Khu vực tiên linh mới là thế lực siêu cấp. Người đời biết rất ít về những người ở nơi này, bao gồm cả nhà họ Thần, Thần Võ chỉ biết năm đó cho dù là thần nhất đến nơi này cũng không được chào đón. Đúng là không được chào đón. Phải biết rằng, vào thời điểm đó, thần nhất đã là người yêu nghiệt nhất trong cả thời đại cũ, nhưng dù thế, ông ấy vẫn không được nơi đó chào đón, có thể tưởng tượng được nơi đó kiêu ngạo thế nào. Mà người ở đây cũng không hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thế nên người ngoài cũng khá xa lạ với nơi này. Nguyên Thị nhíu mày, chúng đối với ghi chép của thần nhất. Thần Võ lập tức lắc đầu, ta nghĩ không có khả năng, những người ở đây rất kiêu ngạo, hơn nữa cực kỳ mạnh, ta không nghĩ họ sẽ thèm muốn những ghi chép của thần nhất vì theo cách nhìn của họ, đây là chuyện cực kỳ mất mặt, thế lực này vô cùng để tâm đến vấn đề thể diện. Nguyên Thị lặng thinh, cảm thấy hơi khó chịu. Mặc dù họ đều phản bội thần nhất nhưng vẫn luôn rất tôn trọng thần nhất. Thật ra họ cũng chẳng có thiện cảm gì với nhà họ Thần này, dù sao lúc đầu thần nhất cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Thần. Nhưng vì lợi ích, ông ta cũng chỉ có thể tạm thời buông bỏ phần tâm trạng không thoải mái đó xuống. Dù sao thầy cũng đã chết rồi. Thần Tuyết ở một bên nói, tại sao chấn tộc lại kiên định đứng về phía Diệp Quân? Nghe Thần Tuyết nói thế, Thần Võ và Nguyên Thị đều nhíu mày. Đúng thế. Tại sao chấn tộc lại kiên định đứng về phía Diệp Quân? Chuyện này rất bất thường. Lúc này Nguyên Thị bỗng nói, chẳng lẽ Diệp Quân trao đổi giao dịch bằng cuốn ghi chép đó? Thần Võ trầm giọng nói, có khả năng này, dù sao thứ có thể khiến chấn tộc động lòng cũng chỉ có cuốn ghi chép của thần nhất. Nguyên Thị khẽ gật đầu, nói như thế cũng rất hợp lý. Thần Tuyết lại im lặng không nói gì. Vì trực giác nói cho cô ta biết chuyện này không đơn giản như thế. Lúc này Nguyên Thị bỗng nhìn Thần Tuyết, thấy Thần Tuyết đang cau mày,
ông ta mỉm cười, cẩn thận không có gì sai cả, nhưng cẩn thận quá mức là không được. Chúng ta đều biết rằng Diệp Quân không đơn giản, thế lực sau lưng hắn không tầm thường, nhưng cho tới bây giờ, chúng ta và hắn không có lựa chọn nào khác, mọi người chỉ có thể lựa chọn đụng mặt nhau, đến lúc đó ai cứng ai mềm, cứ sờ vào là biết. Thần Tuyết khẽ gật đầu, cảm ơn tiền bối đã chỉ dạy. Đúng là đến bây giờ, nghĩ cái gì cũng không còn ý nghĩa nữa. Chỉ đành giáp mặt nhau. Nguyên Thị nhìn Thần Võ, lúc nào thì ra tay. Thần Võ trầm giọng nói, đợi thêm đi. Hả? Nguyên Thị nhíu mày. Thần Võ nói, chúng ta vẫn còn phải đi hai nơi nữa. Nguyên Thị hơi tò mò, nơi nào? Thần Võ nói, Hắc Tử Vực, Sở Cung. Nguyên Thị lặng thinh. Tất nhiên ông ta biết hai nơi này, phải biết rằng, đây từng là những nơi có danh tiếng lẫy lừng. Không lâu sau, Thần Võ dẫn Thần Tuyết rời đi. Chẳng mấy chốc, Thần Võ dẫn Thần Tuyết đến Hắc Tử Vực. Thần Võ nhìn đống đổ nát ở đằng xa, sau đó nói, lúc đầu Diệp Quân đi ra từ trong đó à? Thần Tuyết gật đầu, đúng thế. Thần Võ nhíu chặt mày. Phải biết rằng, cho dù là ông ta cũng sẽ không dễ đi vào Hắc Tử Vực đó. Nơi này là địa bàn của đế chủ Hắc Tử. Hôm nay đến đây dĩ nhiên là để lôi kéo đám người đế chủ Hắc Tử, ông ta rất có lòng tin vì ông ta biết đế chủ Hắc Tử trước mặt không thể từ chối được cuốn ghi chép đó. Thần Võ dẫn Thần Tuyết đi vào trong Hắc Tử Vực, vừa bước vào, một khí tức bí ẩn lập tức bao vây hai người. Thần Võ chắp tay lại, ta là Thần Võ, đại diện cho nhà họ Thần đến đây, mong đế chủ ra gặp mặt. Ông ta vừa dứt lời, một người phụ nữ mặc đồ đen xuất hiện trước mặt họ. Vẻ mặt Thần Võ trở nên nghiêm trọng. Người phụ nữ trước mặt này là Nhược Mệnh đế chủ Hắc Tử. Nhược Mệnh nhìn Thần Võ trước mặt, mặt không cảm xúc, có việc à? Thần Võ nói, bọn ta đến mời đế chủ bắt tay cùng nhau giết Diệp Quân. Giết Diệp Quân? Nhược Mệnh sửng sốt, đó là đệ đệ mà cô ấy vừa nhận. Nhược Mệnh chớp mắt, ý ông là sao? Thần Võ trầm giọng nói, người này có ghi chép của thần nhất trong tay. Cuốn ghi chép đó có phương pháp đột phá 8 phần thần tính, giết được Diệp Quân thì nhà họ Thần sẵn lòng chia sẻ nó với cô. Chia sẻ cuốn sổ ghi chép. Nhược Mệnh nhìn Thần Võ trước mặt, không nói gì, nhưng trong lòng đã có sát khí. Phải biết rằng, lúc đầu cô ấy nói muốn có cuốn ghi chép, thanh niên đó đã không hề do dự đưa ghi chép cho cô ấy. Nhược Mệnh không ra tay mà nói, chia sẻ cuốn sổ ghi chép ư. Thần Võ gật đầu, đúng thế. Chỉ cần cô đồng ý giúp đỡ, sau khi thành công, nhà họ Thần ta sẽ chia sẻ cuốn ghi chép đó với cô. Nhược Mệnh thầm cười nhạo, nhưng sắc mặt không đổi, thật sao? Thấy Nhược Mệnh nói thế, Thần Võ vội nói, đương nhiên, nhà họ Thần ta xin thề. Nhược Mệnh khẽ gật đầu, ta đồng ý. Thần Võ sửng sốt, sau đó thầm vui mừng, thật à? Nhược Mệnh bình tĩnh nói, sao thế, ông nghĩ ta gạt ông à? Thần Võ vội nói, dĩ nhiên không phải. Nhược Mệnh khẽ gật đầu, lúc hành động thì báo với ta, đến lúc đó ta sẽ giúp. Thần Võ gật đầu, được. Nhược Mệnh không nói gì thêm, xoay người biến mất đi. Thần Võ cực kỳ vui mừng. Có người này tham gia thì khả năng thắng của họ sẽ cao hơn nhiều, phải biết người trước mặt này là cảnh giới đỉnh cao 80% thần tính, cường giả như vậy tham gia sẽ cực kỳ có lợi với họ. Sau khi ra khỏi Hắc Tử Vực, Thần Tuyết bỗng nói, cô ta đồng ý quá nhanh. Thần Võ nhìn Thần Tuyết, có phải cô nghĩ có gì đó không đúng? Thần Tuyết gật đầu, đúng thế. Thần Võ cau mày, Thần Tuyết, cái gì cô cũng tốt nhưng cô lại quá thận trọng. Sở dĩ đế chủ Hắc Tử đồng ý nhanh như thế rõ ràng là vì cuốn ghi chép đó, hơn nữa cô ta không có lý do gì để gạt người khác, đúng không? Thần Tuyết lặng thinh. Cô ta chỉ cảm thấy không đúng lắm, nhưng cô ta cũng không biết rốt cuộc là không đúng ở đâu. Thần Võ nói tiếp, đừng nghĩ nhiều như thế, đế chủ Hắc Tử này cũng là một nhân vật có tiếng tăm, cô ta không có lý do gì để nói dối. Hơn nữa dù cô ta không giúp nhà họ Thần thì cô ta cũng không thể giúp Diệp Quân, phải không? Thần Tuyết gật đầu không nói gì thêm. Thần Võ nói, đi Sở Cung thôi. Thần Tuyết hơi tò mò, Sở Cung. Thần Võ khẽ nói, một nơi đã bị người đời lãng quên hoàn toàn. Khoảng một giờ sau, hai người đến một dãy núi rộng lớn, vừa bước vào dãy núi này, Thần Tuyết nhíu mày,
vì dãy núi này tràn ngập mùi vị của sự ăn mòn. Thần Tuyết hơi tò mò, sở cung này là... Thần Võ nói, có một thế lực cực kỳ cổ xưa, trước cả nhà họ Thần, khi đó sức mạnh của sở cung vô cùng đáng sợ, nổi danh giống như khu vực tiên linh, nhưng sau đó sở cung dần suy tàn và cuối cùng bị khu vực tiên linh tiêu diệt. Thần Tuyết trầm giọng nói, thế lực như vậy thế mà cũng bị tiêu diệt. Thần Võ gật đầu, cách nhanh nhất có thể khiến một thế lực bị hủy diệt là nội loạn. Nói đến đây ông ta không nói tiếp nữa. Nhưng Thần Tuyết đã hiểu. Nội loạn. Năm đó nhà họ Thần cũng nội loạn. Nếu năm đó Thần nhất nhất quyết bám chặt lấy nhà họ Thần thì dù nhà họ Thần không diệt vong cũng sẽ xếp vào thế lực hạng ba. Phải biết rằng, năm đó thực lực của Thần nhất. Cho dù nhà họ Thần có triệu hồi tổ tiên cũng không thể làm gì Thần nhất. Dường như biết Thần Tuyết đang suy nghĩ điều gì, Thần Võ khẽ gật đầu, kể từ sau chuyện năm đó, gia tộc chúng ta càng thêm cẩn thận và nghiêm túc với việc bồi dưỡng thiên tài, chỉ sợ chuyện này lại xảy ra. Nói đến đây, ông ta lắc đầu thở dài, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối. Mặc dù Thần nhất đã rời khỏi nhà họ Thần nhưng sau lưng nhà họ Thần vẫn rất kính phục vị tiên tổ này, nếu lúc đầu Thần nhất không rời khỏi nhà họ Thần chắc chắn đã hơn hẳn khu vực tiên linh. Nhà họ Thần sẽ không đến mức phải đi tìm ghi chép của đối phương như bây giờ. Thần Võ khẽ lắc đầu, sau đó nhìn phía xa, chúng ta sắp đến rồi. Thần Tuyết bỗng nói, nếu chúng đã bị khu vực tiên linh tiêu diệt thì khu vực tiên linh sẽ cho phép chúng tiếp tục tồn tại sao? Thần Võ khẽ nói, chúng đã không còn mối đe dọa nào với khu vực tiên linh nữa. Thần Tuyết lặng thinh. Không lâu sau, trước khi hai người đến một tòa thành hoang, cả thành cực kỳ hoang vắng như thể ma thành, vô cùng u ám. Thần Võ dẫn Thần Tuyết vào trong thành, Thần Tuyết nhìn xung quanh, nhà cửa xung quanh đều trống không, không có bất kỳ người sống nào. Thần Tuyết quay đầu nhìn Thần Võ không nói gì mà đi về phía xa, Thần Tuyết vội đi theo. Đi không biết bao lâu, một bà lão bỗng xuất hiện cách đó không xa trước mặt hai người, bà lão mặc chiếc áo vải rộng, tay cầm một cây gậy đen, đầu tóc bạc trắng. Khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn. Thần Võ chắp tay lại, sở phu nhân. Bà lão nhìn Thần Võ, không nói gì. Thần Võ đi thẳng vào vấn đề, bọn ta đến đây là muốn nhờ sở cung giúp đỡ giết một thanh niên. Mặt sở phu nhân không cảm xúc, nhà họ Thần muốn giết một thanh niên thế mà còn phải nhờ người ngoài giúp à. Thần Võ gật đầu, người này có chấn tộc giúp đỡ, hơn nữa thế lực đằng sau không tầm thường. Sở phu nhân nói, không có hứng thú. Nói rồi bà ta xoay người đi. Ngay lúc này, Thần Võ bỗng nói, thanh niên đó là truyền nhân của Thần nhất, trên người hắn có ghi chép mà Thần nhất để lại. Nghe thế, bà lão lập tức dừng bước. Cuốn sổ ghi chép của Thần nhất. Bà lão xoay người nhìn Thần Võ, Thần nhất là người đã rời khỏi nhà họ Thần của ông đó à? Thần Võ gật đầu. Bà lão im lặng không lên tiếng. Thần Võ cũng không nói gì thêm, đợi câu trả lời của đối phương. Cứ thế bà lão im lặng một hồi rồi mới nói, bao giờ thì ra tay. Thần Võ nở nụ cười, sở phu nhân đợi tôi thông báo. Bà lão gật đầu, được. Thần Võ không nói gì thêm, dẫn Thần Tuyết xoay người rời đi. Sau khi Thần Võ và Thần Tuyết đi không lâu, một thanh niên mặc áo trắng xuất hiện bên cạnh sở phu nhân. Thanh niên liếc nhìn Thần Võ và Thần Tuyết đang rời đi, hơi tò mò, bà ơi, cuốn ghi chép của Thần nhất đó rất quý giá à? Sở phu nhân khẽ gật đầu, trong ghi chép đó có cả cách làm sao để đột phá 9 phần thần tính, không chỉ thế mà còn có cách tu luyện ở mỗi cảnh giới. Nói đến đây, ánh mắt bà ta hiện lên vẻ phức tạp, năm đó, Thần nhất được gọi là người mạnh nhất ở cảnh giới thần đạo, là người mạnh nhất trong mỗi cảnh giới, mà cách tu luyện thần tính của ông ấy khác với cách tu luyện của chúng ta và khu vực tiên linh, chỉ duy nhất một con đường của ông ấy. Thanh niên áo trắng hơi lo lắng. Thực lực nhà họ Thần không yếu nhưng họ lại bắt tay với người ngoài để giết thanh niên đó, e là thanh niên đó không tầm thường đâu. Sở phu nhân khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, con có thể nghĩ như thế là rất tốt. Thanh niên áo trắng hơi tò mò, vậy bà ơi. Sở phu nhân bình tĩnh nói, chúng ta sẽ đến đó nhưng chưa chắc cần phải ra tay, hiểu không? Thanh niên áo trắng trầm giọng nói, ý của bà là cứ đến đó xem thử. Nếu thanh niên đó thật sự không đơn giản, nhà họ Thần không có phần thắng, chúng ta sẽ không ra tay, nếu nhà họ Thần có cơ hội thắng, vậy thì chúng ta sẽ ra tay, thêu hoa dệt gấm.
Sở phu nhân gật đầu, đúng thế. Thanh niên áo trắng muốn nói lại thôi. Sở phu nhân bình tĩnh nói, đừng để ý đến vấn đề thể diện, sở cung chúng ta có thể tồn tại nhiều năm dưới con mắt của khu vực tiên linh như vậy đều dựa vào sự không biết xấu hổ, sẵn lòng nhận là sợ, nhận thua, nhận là tùy tiện, hiểu không? Thanh niên áo trắng lặng thinh. Sở phu nhân khẽ nói, thể diện là thứ mà khi con có thực lực, nó tự khắc sẽ đến. Thanh niên áo trắng khẽ gật đầu, con hiểu rồi. Sở phu nhân ngẩng đầu lên nhìn trời, đáy mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Phải biết rằng, năm đó sở cung ngang tài ngang sức với khu vực tiên linh, còn bây giờ sở cung lại chỉ có thể lang thang ở đây, hơn nữa còn phải giả vờ đáng thương mới được. Thế nên bà ta không thể từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để vực dậy sở cung. Lần này giành được ghi chép của thần nhất chắc chắn là một cơ hội tốt với sở cung. Sau khi đi theo Trấn Thiên về đến Trấn Tộc, Diệp Quân quay lại tiểu tháp, không đến một canh giờ sau, cơ thể hắn đã hồi phục. Sau khi cơ thể hồi phục, Diệp Quân nhắm mắt lại. Mặc dù bây giờ kiếm ý của hắn đã đạt đến thần tính nhưng vẫn không thể làm gì cường giả bảy phần thần tính, cho dù có thêm sức mạnh huyết mạch cũng không được. Thực lực vẫn không đủ. Còn lâu mới đủ. Diệp Quân khẽ lắc đầu, đẩy hết những ý nghĩ nôn nóng ra ngoài, hắn cố gắng khiến bản thân bình tĩnh. Không đánh lại thì đành vậy, không cần thiết phải nôn nóng vì chuyện này, phá hỏng tâm cảnh. Nhận mình yếu chẳng phải là chuyện khó gì. Nghĩ đến đây, tâm cảnh của Diệp Quân dần trở nên bình tĩnh lại, tức giận và không cam lòng khiến bản thân hắn trở nên mạnh hơn, nhận rõ hiện thực. Điều hắn phải làm hiện giờ là làm sao để nâng cao thực lực của mình, Diệp Quân lại nhắm mắt lại, tháp ra, giúp ta với. Lần này hắn phải bắt đầu nghiên cứu thời không đặc biệt mà cô váy trắng để lại, hắn muốn mượn thời không này để tạo ra một môn kiếm kỹ đặc biệt. Cũng may thời không đặc biệt này không bài xích hắn, không chỉ thế mà còn để mặc hắn thăm dò và nghiên cứu. Hơn nữa tất nhiên sự trợ giúp của tháp gia cũng rất quan trọng, dù sao bây giờ nó cũng đã hợp một thế với thời không đặc biệt kia, nếu không có nó trợ giúp và phối hợp, việc nghiên cứu của Diệp Quân sẽ trở nên rất khó khăn. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân dần hợp thành một thể với thời không đặc biệt đó. Sau khi hợp làm một với thời không đặc biệt đó, Diệp Quân cảm nhận được sự khác biệt lớn nhất giữa thời không đặc biệt này với thế giới bên ngoài là tốc độ thời gian. Một ý nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu Diệp Quân. Nếu dung hợp kiếm của mình với thời không đặc biệt này thì sẽ thế nào? Nghĩ đến đây, Diệp Quân lập tức làm ngay, hắn bắt đầu dung hợp kiếm của mình với thời không đặc biệt này nhưng vừa bắt đầu làm. Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, cùng lúc đó cơ thể hắn trở nên hư ảo. Diệp Quân hoảng sợ, vội dừng lại. Tiểu tháp trầm giọng nói, không được, thực lực hiện giờ của ngươi vẫn không thể dung hợp với thời không này. Diệp Quân lặng thinh, sắc mặt hơi khó coi. Đúng như tháp gia đã nói, thời không này quá đáng sợ, bây giờ hắn không thể dung hòa với nó, nếu không phải thời không đặc biệt này không có ác ý với hắn thì vừa rồi hắn có thể đã chết rồi. Nếu mình tự hủy diệt mình như thế, không biết cô váy trắng và cha sẽ nghĩ thế nào. Tiểu tháp trầm giọng nói, có thể ngươi vẫn phải nâng cao thực lực của mình trước, sau đó mới có thể thử khống chế thời không đặc biệt này. Diệp Quân mỉm cười, không cần. Tiểu tháp hơi ngạc nhiên, ý là sao? Diệp Quân nói, mặc dù ta không thể dung hợp với nó nhưng ta lại có thể tiếp nhận sức mạnh thời không đặc biệt của nó. Ngay vừa nãy. Hắn đã cảm nhận được sức mạnh thời không đặc biệt. Ma tính. Diệp Quân lập tức ngồi xuống khoanh chân lại hồi phục sức khỏe, một lúc sau hắn bắt đầu hấp thụ sức mạnh thời không đặc biệt này. Khi sức mạnh thời không này đi vào trong cơ thể hắn, hắn đột nhiên cau lại vì hắn nhận ra cơ thể mình vẫn không thể chịu được sức mạnh thời không, không còn cách nào khác hắn chỉ đành đổi cách, đó là để ý kiếm vô địch của mình làm vật chứa, để sức mạnh thời không đó đi vào trong ý kiếm. Quả nhiên là được. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Quân mừng rỡ nhưng sau đó nụ cười trên môi hắn cứng đờ, vì chưa tiếp nhận được bao lâu, ý kiếm vô địch của hắn cũng dần trở nên mơ hồ. Không thể tiếp nhận quá nhiều. Phải nói rằng, Diệp Quân cảm thấy hơi kinh ngạc vì hắn nhận ra sức mạnh thời không đặc biệt này lại khủng khiếp như thế, cho dù là ý kiếm vô địch của hắn cũng không thể chịu được. Sau một hồi kinh ngạc, Diệp Quân mừng rỡ. Vì thời không đặc biệt này là bảo vật cực lớn với hắn, cực kỳ vô tận. Diệp Quan cố gắng hết sức để bản thân trấn tĩnh lại,
mặc dù đây là một bảo vật cực lớn nhưng với thực lực bây giờ của hắn thì không thể sử dụng quá nhiều, vì sức mạnh thời không đặc biệt quá mạnh, có lẽ chỉ có kiếm thanh huyên và kiếm hành đạo mới có thể hoàn toàn chịu được sức mạnh của nó. Một lúc sau, Diệp Quân bắt đầu chậm rãi hút sức mạnh thời không đặc biệt này, ý kiếm trong tay đạt đến cực hạn thì hắn mới dừng lại. Diệp Quân nhìn ý kiếm trong tay, khá thận trọng vì bây giờ hắn vẫn không xác định được nhát kiếm này sẽ có hiệu quả thế nào. Diệp Quân rời khỏi tiểu tháp, bước đến trong một tinh không, hắn nhẹ nhàng vung một nhát kiếm ra. Không có bất kỳ động tĩnh gì cả. Diệp Quân sửng sốt. Là sao đây? Không có động tĩnh. Diệp Quân tỏ vẻ ngờ vực, hắn nhìn lại ý kiếm của mình, rồi lại nhìn xung quanh tĩnh lặng như tờ, vẫn không có động tĩnh gì. Diệp Quân sầm mặt. Sao lại như thế? Ngay khi hắn định thử lại thì đột nhiên. Vèo. Hắn đứng ở giữa, tinh vực mà mắt có thể nhìn thấy lập tức bị xóa sổ, biến thành một màu đen kịt. Diệp Quân hoang mang. Hắn ngơ ngác. Chuyện gì đây? Ngay lúc này tiểu tháp bỗng nói, thời không áp chế, thời gian kéo dài. Diệp Quân trầm giọng nói, ý của tháp gia là dòng chảy thời gian của thời không đó khác với thế giới bên ngoài nên nhát kiếm này của ta có thể kéo dài thời gian. Tiểu tháp nói, đúng thế, khi vung nhát kiếm này lên, có thể kéo dài thời gian. Diệp Quân im lặng. Chuyện quái quỷ gì đây? Còn có thể kéo dài. Nếu đối đầu với người khác, suy nghĩ lại thì hình như cũng có thể đánh bất ngờ. Vì nhát kiếm này khác với nhát kiếm chém vào tương lai, điểm khác nhiều nhất là khi nhát kiếm này được đánh ra, bản thân hắn không biết kéo dài trong bao lâu. Hoàn toàn không cảm nhận được. Bản thân hắn cũng không cảm nhận được. Chứ đừng nói đến người khác. Tất nhiên uy lực cũng khác, như tháp gia đã nói, tung ra nhát kiếm này thì hoàn toàn áp chế thời không hiện tại. Uy lực mạnh, hơn nữa còn rất bí ẩn, không có thật, đánh bất ngờ. Diệp Quân nở nụ cười. Lúc này tháp gia bỗng nói, cái này của ngươi không gọi là đổi mới mà gọi là vận chuyển. Diệp Quân bật cười, đúng như tháp gia nói, điểm này của hắn gọi là vận chuyển sức mạnh thời không trong tháp gia ngoài. Diệp Quân cười nói, tháp gia, phải từ từ, bây giờ ta muốn khống chế thật tốt thời không này, cũng không vội nên ta chỉ đành đi từng bước. Tiểu tháp nói, quả thật là thế. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Quân tiếp tục tu luyện, hắn cần phải biết rõ sức mạnh thời không này kéo dài trong bao lâu. Hơn nữa còn phải nắm vững được điểm này, không thể trì hoãn quá lâu, nếu quá lâu thì có thể xảy ra tình huống lúng túng, đó là hắn đã chết rồi nhưng kiếm còn chưa tới. Quá sớm, lại không có hiệu quả đánh bất ngờ. Thế nên phải khống chế cho tốt, nếu có thể khống chế tốt thì đúng là cực kỳ khủng khiếp, Diệp Quân càng nghĩ càng cảm thấy phấn khích. Hắn không ngừng tập luyện, dần ra nắm được quy luật của thời không đặc biệt, mà hắn sử dụng cũng ngày càng thành thục. Không chỉ thế, hắn vẫn đang nghiên cứu nhát kiếm thứ hai, nhát kiếm thứ ba. Vì kiếm ý có thể chứa sức mạnh thời không đặc biệt. Thế nên hắn dự trữ sức mạnh thời không đặc biệt này trong ý kiếm trước, dù sao ý kiếm của hắn cũng vô hạn nên hắn có thể tích trữ được rất nhiều. Thế là khi Diệp Quân tập luyện xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ, trong thời không này, Diệp Quân không làm bất kỳ hành động gì nhưng đôi khi sẽ có một thanh kiếm bay ra. Một loại kiếm kỹ hoàn toàn mới. Một cách đánh hoàn toàn mới. Lúc này tiểu tháp bỗng nói, cách đánh này của ngươi. Nó thấp giọng thở dài. Cảm thấy khá phức tạp nói, sao ta cứ cảm thấy kiếm đạo của ngươi càng ngày càng kỳ lạ, ngươi không giống đang đi trên con đường thần tính, càng không giống đi theo con đường nhân tính, mà là đi theo, ma tính. Diệp Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 68.